Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 103. Chương 1021, Sơn Vũ Tiền Tịch. Phi Linh Hải, Đông Nam Hải Vực, trên bầu trời một tòa linh đảo tên là Nghênh Hoa Đảo, đột nhiên có một đạo độn quang diễm lệ xuyên qua đại trận hộ đảo, nhắm thẳng trung tâm linh đảo, bay tới tháp cao. Sau khi đáp xuống một tòa bình đài lơ lửng bên ngoài tháp cao màu trắng, Lạc Hồng lấy ra lệnh bài cấm chế lấy từ trong vòng tay chữ vật của Giải Nguyên, thi pháp mở ra cấm chế của động phủ. Cũng may, lúc này các phi linh tướng khác trên đảo đều đang tìm kiếm tung tích người cướp lấy Mộc Linh Hoa, nếu không bọn họ nhìn thấy một màn này, chắc chắn trong lòng sẽ sinh nghi. Bởi vì có trí nhớ của Giải Nguyên, cho nên Lạc Hồng không tốn bao nhiêu thời gian đã giải quyết cấm chế của Bạch Tháp. Lập tức, hắn cất bước đi về phía Bạch Tháp. Khi hắn đi tới bên cạnh bình đài lơ lửng, vốn là dùng để trang trí, các loại nham thạch trồng các loại cỏ cây bay tới dưới chân Lạc Hồng, dựng ra một cây cầu. Khác với tu sĩ của hai tộc nhân yêu thích đào hang trong núi, tu sĩ của phi linh tộc thường ở trong tháp cao ngất. Bình thường chỉ cần nhìn kích thước của nó là có thể phán đoán tu vi mạnh yếu của nó. Sau khi tiến vào Bạch Tháp, Lạc Hồng không chỉ hoãn nhiều, lập tức thay đổi tất cả cấm chế trong tháp một lần để bảo đảm tiêu trừ tất cả sơ hở. Nếu nói Giải Nguyên này cũng là thứ cực kỳ nghèo nàn, trong động phủ ngoại trừ một ít linh tài đặc thù của phi linh tộc ra, cũng không có cái gì khác có thể làm cho hai mắt Lạc Hồng tỏa sáng. Bất quá nghĩ lại xuất thân của hắn, Lạc Hồng cũng bình thường trở lại. Loại bảo vật chân linh chi huyết này có thể dung nhập huyết mạch của tu tiên giả, thông qua hậu đại truyền thừa, cho nên rất dễ dàng hình thành thế lực gia tộc. Kết cấu nội bộ của phi linh tộc kỳ thật chính là một đám chân linh thế gia loài chim bay đang làm việc chung. Dù sao đối với chân linh chi huyết, ở linh giới cũng chỉ có những chủng tộc đỉnh cấp không thèm đỏ mắt. Trong các nhánh của phi linh tộc, bình thường mà nói tổ tiên của mỗi thánh tử đều có thánh chủ, thậm chí là trưởng lão, thế lực gia tộc cũng không nhỏ. Nhưng di truyền thì mọi người đều hiểu, trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, cùng gia tộc ít nhiều cũng có chút thân thích. Cho nên trong tộc người bình thường cũng có người gặp vận may, đạt được thiên phú xuất chúng. Khi loại người này xuất hiện, nếu là thánh tử trong tộc không nhiều còn tốt, bằng không thì thân là quần thể số ít. Lại không có bối cảnh chỗ dựa, lọt vào xa lánh cùng chèn ép là hoàn toàn có thể nghĩ đến. Giải Nguyên này chính là thời điểm không có gặp được tốt, mấy ngàn năm gần đây, trong ngũ quang tộc thể hiện ra một bộ phồn vinh vui sướng. Mỗi năm đều có 7-8 người trúng tuyển, một số tài nguyên quan trọng đã không đủ để phân chia, cuộc sống của Giải Nguyên trong ngũ quang tộc dĩ nhiên cũng không dễ dàng gì. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền lấy ra pháp khí truyền tin trong vòng tay chữ vật của Giải Nguyên ra, lệnh cho 4 người lúc trước phân công đi dò xét trở về. Phi linh tộc bởi vì có hệ thống tu luyện chân linh chi huyết đặc thù, sự vụ trong tộc bình thường đều do thánh chủ cảnh giới phi linh xuất làm chủ, trưởng lão hợp thể chỉ quan tâm đại sự liên quan đến cả tộc quần. Quan hệ của hai người tương đương với trưởng môn và thái thượng trưởng lão của môn phái tu tiên. Cho nên thánh tử chẳng khác nào là một thiếu môn chủ, trong tộc quyền lực khá cao, ra lệnh cho tồn tại cùng cấp không thành vấn đề. Mặc dù nhóm Mộc Linh Hoa bị cướp kia ở trong vạn bảo nang của Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không có ý lấy ra. Không đơn thuần là vì lấy thực lực của Giải Nguyên không có khả năng một thân một mình đoạt lại Mộc Linh Hoa. Cũng là bởi vì Lạc Hồng cố ý cho ngũ quang thánh tử một cái cớ tìm hắn gây phiền toái, hắn hảo vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bọn họ. Tốt nhất là tới nhanh một chút, ta sẽ sớm bắt đầu nghiên cứu thanh la quả. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng trong tĩnh thất tu luyện, ngay sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống. Trong trận chiến ở rừng Mê Tung, Lạc Hồng cùng lấy được 4 vật tùy thân của dị tộc luyện hư. Tuy rằng chủng tộc khác nhau sử dụng linh vật khác nhau nhưng dù sao tu vi của bọn họ cũng ở nơi đó, trên người có không ít đan dược cấp bậc hóa thần cộng lại. Mà có những đan dược này phụ trợ, Lạc Hồng có thể tiết kiệm hơn phân nửa công sức khổ tu, trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá hóa thần hậu kỳ. Nhưng ngũ quang thánh tử khác không thể đợi được 10 năm, Lạc Hồng chỉ tu luyện chưa đến 1 tháng. Một tấm truyền âm phù đã đánh thức hắn từ trong nhập định. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền độn ra ngoài tháp,
chỉ thấy trên bình đài lơ lửng có một nam tử thân thể khá giàu có đang cùng chờ đợi hai thiếu nữ khuôn mặt u ám. Thấy Giải Nguyên hiện thân, nam tử phúc hậu kia lập tức nịnh nọt cười nói, Giải Thánh Tử, thị nữ, Đoạn Mỗ đã mang đến trước đây ngươi hỏi, ngươi xem có hài lòng không? Lạc Hồng nghe vậy không hề bất ngờ, liếc nhìn hai thiếu nữ kia một cái, nhíu mày nói, không phải đã hẹn một năm sau mang người đến sao? Vì sao lại sớm như vậy? Ách, cái này không phải vừa vặn có người phù hợp điều kiện Thánh Tử sao? Đoàn Mỗ cũng là sợ Thánh Tử nóng vội, lúc này mới tự chủ trương sớm mang người đến. Giải Thánh Tử nếu là gần đây không tiện, thì Đoàn Mỗ sẽ đưa người trở về. Nam tử phúc hậu thật ra là phi linh tướng cao giai, tu vi còn cao hơn Giải Nguyên rất nhiều, lập tức lại không có chút gánh nặng cười làm lành xin lỗi. Hai thiếu nữ nghe xong lời ấy, lập tức lộ vẻ kinh sợ, sau đó cầu khẩn nhìn về phía Lạc Hồng. Thôi, đã tới rồi, sao có thể để cho Đoàn huynh đi một chuyến tay không được, ngày sau còn phải làm phiền huynh nhiều hơn nữa. Lạc Hồng phất phất tay, giọng điệu tùy ý nói, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, chưa nói tới phiền phức, Đoạn Mỗ còn có chuyện quan trọng, không ở lại lâu. Thần sắc nam tử phúc hậu lập tức hòa hoãn lại, chắp tay cáo từ. Lạc Hồng cũng không tỏ vẻ khách khí, gật đầu lên tiếng, sau đó rời đi, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía hai nữ tử nói, các ngươi là nhà ai? Bẩm Thánh Tử, chúng ta là Trung Rời Nhà. Nhìn thiếu nữ hơi lớn một chút nơm nớp lo sợ trả lời, không sai, đi theo ta. Lạc Hồng biết rõ hai nàng vì sao bị đưa đến nơi này, lập tức cũng không hỏi nhiều, vung ra một trận linh quang liền đem các nàng bao phủ đến Bạch Tháp. Mới đi theo Lạc Hồng ở trong Bạch Tháp không bao lâu, thiếu nữ hơi lớn một chút kia liền chần chừ mở miệng nói, Thánh. Thánh Tử đại nhân, muội muội ta đang tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, có thể 30 năm sau lại lấy nguyên âm của nàng, trước đó ta sẽ hầu hạ Thánh Tử đại nhân thật tốt. Không, tỷ tỷ, ta có thể, không thể để cho một mình tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Ly Họa quính lên, vội vàng kéo cánh tay tỷ tỷ lại nói. Nhưng mà, đôi mi thanh tú của Trung Ly Thư nhăn lại, liền muốn khuyên bảo một phen, một đạo thanh âm không kiên nhẫn liền truyền vào trong tai nàng. Các ngươi có thể bí mật là tỷ muội tình thâm, bây giờ hãy nghe cho rõ, kể từ hôm nay, các ngươi sẽ ở trong phòng này, tất cả mọi việc vặt trong tháp đều giao cho các ngươi xử lý. Nếu làm không tốt, đừng trách Giải Mỗ đưa các ngươi về Trung gia. Dứt lời, Lạc Hồng liền ném ra một ngọc giản cùng hai khối lệnh bài cấm chế, lập tức thân hình chợt lóe, biến mất ở trước mắt hai nữ tử. Thấy tình cảnh này khác một trời một vực so với lúc nghe nói, nhị nữ nhất thời không biết làm sao mở to mắt nhìn nhau. Sau khi trở lại tĩnh thất, Lạc Hồng không tiếp tục nhập định tu luyện, mà đi tới chỗ đài cao, duỗi kiếm chỉ vào hư không khoa tay múa chân. Chỉ nhìn bộ dạng này của hắn, không thể nghi ngờ là hết sức kỳ quái, nhưng chỉ cần nhìn thấy Bạch Hoành thỉnh thoảng xuất hiện trên không trung, liền biết hắn đang làm chính sự. Mặc dù tỷ muội Trung Ly trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng thật ra chính là lô đỉnh mà Giải Nguyên muốn tới. Bởi vì xuất thân, Giải Nguyên Tố bị Thánh Tử đại gia tộc liên thủ chèn ép, hắn không quyền không thế, đa số thời điểm chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nhưng chỉ cần trở thành Thánh Tử, liền có thể đạt được quyền lựa chọn thị nữ. Mà những thị nữ Thánh Tử này lại xuất thân từ đại gia tộc, Giải Nguyên liền đem hận ý tích góp trong lòng đều phát tiết ở trên người thị nữ, dẫn đến hai đôi thị nữ trước kia đều không sống quá trăm năm ở trong phủ của hắn. Bất quá, cử động này của hắn trước đây cũng không bị Thánh Tử Ngũ Quang còn lại công kích. Dù sao những đại gia tộc sở dĩ bồi dưỡng thị nữ hợp cách chính là muốn đạt được hậu đại Thánh Tử như Giải Nguyên. Vì thế, những đại gia tộc này cũng không thiếu thời gian. Với tỷ muội Trung Ly mà nói, tuy các nàng có bộ dáng thiếu nữ, nhưng kỳ thật đây là nguyên nhân tu luyện bí thuật cùng đan dược. Tuổi thật của các nàng ít nhất cũng mấy trăm, tu vi cũng đạt tới phi linh sư, cũng chính là cấp bậc Nguyên Anh. Cũng chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể lấy ra tài nguyên, bồi dưỡng các nàng như vậy. Đương nhiên, Giải Nguyên có thể hại chết người mà không cần gánh trách nhiệm, cũng là bởi vì những tộc nhân được bồi dưỡng làm thị nữ Thánh Tử trong các đại gia tộc đều là nhân vật ngoài lề. Đối với những Thánh Tử kia mà nói, những nữ tử này cũng không khác người xa lạ lắm. Thứ hai, chính là lý do mỗi lần hắn đều tìm được một chút. Nhưng Lạc Hồng đã đọc qua trí nhớ của hắn, tự nhiên biết được hai đôi thị nữ kia đều bị hắn tra tấn đến chết khi thải bổ. Nhưng bây giờ người chết hết nợ, tất nhiên Lạc Hồng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà hắn sở dĩ đột nhiên không tu luyện nữa, chỉ là bởi vì nam tử phúc hậu lần này quá trùng hợp.
chuyện mà Giải Nguyên làm đa số người chỉ là khám phá không nói phá, kỳ thật trong lòng đều hiểu, cho nên nam tử phúc hậu kia trước đó đã có ý đùn đẩy. Trước mắt, thái độ của hắn khác thường, hiển nhiên đã bị một ít biến cố ảnh hưởng. Trong đó có khả năng nhất chính là những thánh tử kia chuẩn bị động thủ với hắn. Giải Nguyên lần này tuy rằng đã đánh mất Mộc Linh Hoa, phạm sai lầm, nhưng dù sao tổn thất không lớn. Dù những thánh tử kia muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không phải không được, nhưng Giải Nguyên không có khả năng bị trách phạt lớn. Nhưng nếu phạt cả mấy tội, kết quả sẽ khác. Xem ra người xung phong lần này là Trung Ly gia, hắn có thực lực trong thánh tử cũng xếp hạng trung vị, sau lưng chắc còn có người khác sai khiến. Hy vọng tên kia nhanh chóng lên một chút, đừng để cho ta chờ quá lâu. Lạc Hồng trên tay động tác không ngừng, một bên lạnh giọng lẩm bẩm. Chỉ thấy Bạch Hoành không trung trước mặt hắn càng ngày càng nhiều. 5 ngày sau, đại điện truyền tống đến Hoa Đảo. Theo một đạo linh quang màu trắng hiện lên, trên truyền tống trận xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Tộc nhân Ngũ Quang trông coi truyền tống trận thấy rõ người tới, lập tức hành lễ nói, cung nghênh Trung Ly Thánh Tử, Yến Thánh Tử, Tưởng Hộ Pháp. Tên Giải Nguyên kia có ở trên đảo không? Trung Ly Việt thiếu chút nữa đã kiêu ngạo trên mặt, lập tức không chút khách khí hỏi. Bẩm Trung Ly Thánh Tử, Giải Thánh Tử đang bế quan trong phủ. Tộc nhân thủ trận cung kính trả lời. Ha ha, xem ra chúng ta tới đúng lúc rồi. Trung Ly Việt nghe vậy cười nói. Hừ, cho dù quan hệ có xa hơn nữa, 2 tỷ muội kia cũng là thân tộc của ngươi, biết rõ kết cục của bọn họ như thế nào, ngươi lại còn có thể cười được. Yến Linh ở bên cạnh chính là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nghe vậy có chút bất mãn nói. Ha ha, loại tồn tại thiên tư không tốt không xấu như các nàng. Trong gia tộc thật sự quá nhiều, chẳng lẽ Yến sư tỷ nhớ rõ mỗi một cái tên của các nàng. Hơn nữa, lần này các nàng chỉ cần lập được công lao, sư đệ ta tự nhiên sẽ cho các nàng một cơ hội để các nàng thoát khỏi số mệnh chỉ trong 2000 năm ngắn ngủi đã tọa hóa. Chuyện tốt như vậy nếu truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu đây. Trung Ly càng nói không theo ý nào. Nghe lời ấy, tuy thần sắc Yến Linh vẫn không vui, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nàng cũng biết. Trừ phi nàng nguyện ý đem tài nguyên tu tiên của mình phân ra, nếu không nàng cũng không có tư cách chỉ trích đối phương. Tưởng tiền bối, không biết cộng thêm tội cố ý mưu hại đồng tộc và thất trách, có đủ để cho Giải Nguyên mất đi tư cách tiến về Cửu Việt cung lần này hay không? Thấy Yến Linh không nói gì, Trung Ly khóe miệng khẽ nhếch, hướng lão giả áo đen bên cạnh hỏi. Nếu Trung Ly Thánh Tử nắm giữ chứng cứ biết được Thánh Tử mưu hại đồng tộc, hẳn là miễn cưỡng đủ. Lão giả họ Tưởng mặt không biểu tình trả lời. Hắn chỉ là một người bảo vệ chấp pháp tháp, căn bản không muốn tham dự vào tranh đấu giữa những thánh tử này. Hôm nay hắn tới đây chẳng qua là muốn xử lý theo lẽ công bằng, mà bây giờ xem ra, hắn cũng chỉ cần xử lý theo lẽ công bằng là được. Phải nói là những con cháu của các đại gia tộc, làm loại chuyện này ai nấy đều rất thuần thục. Ha ha, vậy là đủ rồi, ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn thấy tên Giải Nguyên kia lộ ra thần sắc tức giận muốn hộc máu. Trung Ly Việt cười lớn một tiếng, không khỏi tăng tốc độ. Đối phó với một gia hỏa không có bối cảnh, hắn chỉ cần để cho gia tộc hơi vận tác một chút, tự nhiên có thể khiến đối phương thương thảo trừng phạt, biến thành trừng phạt nặng nhất. Hừ, cho ngươi là đồ hạ tiện cũng muốn tranh với ta, vậy thì triệt để đá Giải Trĩ ra khỏi cục. Đảo Minh Hoa cũng không tính là lớn, 3 người Trung Ly Việt sau khi rời khỏi đại điện truyền tống, chỉ phi độn một lát đã tới gần tháp trắng. Giải Nguyên, ngươi đi ra cho bản thánh tử. Ta Trung Trung rời nhà hảo tâm tặng thị nữ cho ngươi, ngươi lại ác ý thải bổ các nàng. Nếu không phải 2 nàng vụng trộm tìm trưởng bối trong nhà khóc lóc kể lể, chúng ta lại đều bị ngươi tên vô sỉ này che mắt. Chắc hẳn 2 đôi thị nữ trước đó bị chết cũng không đơn giản, trước mắt Tưởng Hộ Pháp của chấp pháp đường đã tới, ngươi còn không mau ra đây nói rõ ràng. Vừa tới bên cạnh tháp, Trung Ly Việt đã dùng pháp lực truyền âm nói, thanh âm lớn đến mức hận không thể cả tòa linh đảo đều có thể nghe được. Hiển nhiên, hắn không chỉ muốn lừa gạt tư cách đi tới Cửu Việt cung của Giải Nguyên, mà còn muốn để cho uy danh của hắn mất sạch. Cuối cùng cũng tới, thật sự là muốn ta phải đợi. Trong tĩnh thất trên đỉnh tháp, Lạc Hồng kiếm chỉ thu lại, lúc này thi triển độn thuật, đi tới ngoài tháp. Ánh mắt quét qua, hắn liền nhận ra 2 người tới gây phiền toái. Nhóm Ngũ Quang Thánh Tử này tổng cộng có 8 người, thực lực Giải Nguyên do Lạc Hồng thay thế ở trong đó kính bồi mà tọa, chính là bộ dáng thứ 7.
mà Trung Ly Việt và Yến Linh này lại phân biệt xếp hạng thứ 5 và thứ 4. Bất quá đây là xếp hạng của Tiểu Bỉ trong ngũ quang tộc trăm năm trước, bây giờ xem ra tu vi trước khi giải nguyên vẫn lạc, so với Trung Ly trước mắt thì cao hơn một chút. Mà so sánh với Yến Linh, chênh lệch giữa nàng và giải nguyên thậm chí còn lớn hơn một chút. Lạc Hồng thay thế giải nguyên thời gian ngắn ngủi, tất nhiên là không có khả năng để tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên hắn lập tức hiển lộ là tu vi giống giải nguyên như đúc. Một gã trung giai phi linh tướng cách trung giai đỉnh phong không xa. Cảm ứng được khí tức giải nguyên vượt trên mình, Trung Ly Việt sắc mặt không khỏi trầm xuống, lúc này lạnh lùng nói, giải nguyên, chung chung ta rời nhà hai tộc nhân kia đâu, sẽ không bị ngươi hại chết chứ. Ha ha, ngươi đã mời Yến sư tỷ tới đây một cách trịnh trọng như vậy, chắc hẳn đây không phải là chuyện mà chỉ cần hai gói ngũ quang phấn là có thể giải quyết được. Nói đi, ngươi lại muốn nhận được gì từ giải mỗ? Lạc Hồng đếm lại linh vật lúc trước giải nguyên bị đối phương lấy các loại danh mục cướp đi, ánh mắt rất lạnh lùng. Chương 1022, đã giải quyết một nửa. Thấy thần sắc giải nguyên như vậy, Trung Ly Việt không khỏi sửng sốt, dù sao trước đó khi hắn làm loại chuyện này, đối phương ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi ra, nhiều nhất chỉ là vô năng sủa loạn vài câu, chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay. Chẳng lẽ gia hỏa này là chuẩn bị nhận mệnh, không có ý định phản kháng? Nghĩ tới đây, Trung Ly càng không khỏi đắc ý cong khóe miệng. Quả nhiên, chỉ có đệ tử đại gia tộc như hắn mới có tư cách làm thánh tử. Giải sư đệ, ngươi nói cái gì vậy? Vi huynh cũng là không muốn ngươi đi lên tà đạo, mới cố ý thông chi cho chấp pháp tháp. Tuy lần này ngươi bị phạt không nhỏ, nhưng dẫu sao ngươi cũng là thánh tử của bản tộc, trong tộc cũng không trừng phạt ngươi như vậy. Nhưng lần thiên linh thịnh hội này ngươi không cần nghĩ tới. Trung Ly càng giả vờ thiện lương, giống như tước đoạt tư cách tham dự thiên linh thịnh hội chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Thì ra là thế, ngươi sợ giải mỗ cướp tư cách ngươi đi tới Cửu Việt Cung, ha ha, xem ra ngươi cũng biết tu vi của mình đã bị giải mỗ đuổi kịp rồi. Lạc Hồng nghe vậy lại tựa hồ có chỗ đoán trước gật gật đầu nói, trên mặt không có nửa điểm thần sắc vì thế lo lắng. Ngươi, Lạc Hồng nói lời này không thể nghi ngờ là đã chọc vào chỗ đau của Trung Ly Việt. Nếu là giải nguyên chỉ miễn cưỡng đạt tới tư chất thánh tử, có lẽ hắn sẽ không nhằm vào hắn. Nhưng sự thật là tư chất của đối phương hơn xa hắn. Cho dù hắn có gia tộc trèo trống, cũng không thể so sánh được. Hừ, giải sư đệ, ngươi lại không biết xấu hổ tự đắc. Một, thân tu vi này của ngươi như thế nào mà có được tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Thái Bổ Đạo sở dĩ là tà đạo, chính là bởi vì như vậy sau khi tăng lên tu vi sẽ khiến cho bình cảnh khó có thể đột phá. Vọng huyễn sớm ngày lạc đường biết quay lại, đừng hủy hoại tiền đồ vô ích. Thấy cục diện có tư thế mất khống chế, Yến Linh lúc này lạnh mặt trách cứ Lạc Hồng. Yến sư tỷ nói bậy bạ như thế, xem ra là định cùng Trung Ly sư huynh đối phó giải mỗ, Yến gia chẳng lẽ đã quyết định cùng Trung gia rời nhà làm đám cưới sao? Lạc Hồng nghe ra thâm ý trong lời nói của Yến Linh, lập tức thần sắc không thay đổi nói. Nghe nói lời ấy, Yến Linh nhất thời nhíu mày lại, trong lòng không khỏi nổi lửa. Bởi vì chỉ bằng vào thải bổ mấy cái phi linh sư, căn bản không có khả năng làm cho tu vi giải nguyên tinh tiến như thế, điểm này trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cho nên, trong lời nói của Yến Linh đúng là có ý tứ uy hiếp giải nguyên, nhưng Trung Ly Việt là loại người gì, cũng xứng làm đạo lữ của nàng. Yến sư tỷ xin bớt giận, tên này là cố ý chọc giận chúng ta, tám phần là muốn chúng ta xúc phạm lệnh cấm của thánh tử không được phép tư đấu, để có thể vượt qua cửa ải này. Đột nhiên, giọng nói Trung Ly Việt truyền vào nguyên thần Yến Linh, vừa rồi hắn còn tức giận gần chết, lại trấn an Yến Linh. Đương nhiên ta biết tính toán của hắn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không mở miệng uy hiếp, nhưng hắn hồ ngôn loạn ngữ như thế, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngươi mau giải quyết chuyện của Cửu Việt Cung đi, đừng làm chậm trễ chuyện của ta. Yến Linh nổi giận đùng đùng truyền âm nói. Trung Ly Việt nghe vậy trong lòng không khỏi vô cùng phẫn uất, nhưng mà hắn cũng biết rõ ai có thể trêu chọc được, ai không trêu chọc nổi. Lập tức cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là phẫn nộ quát Lạc Hồng, chuyện Yến sư tỷ ái mộ Khổng sư huynh mọi người đều biết, ngươi há có thể tùy ý sắp xếp sao? Nhanh chóng gọi hai nữ tử đã rời nhà của ta ra đối chất, nếu như cố ý kéo dài, khó đảm bảo rằng tưởng tiền bối sẽ không trừng phạt ngươi một cách nặng nề. À, cũng có vài phần đầu óc, nếu bọn họ không nhịn được, việc này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà, hiện tại cũng chỉ là để cho ta tốn thêm chút miệng lưỡi mà thôi.
Ý niệm trong đầu chuyển động, Lạc Hồng phất tay đánh ra một đạo truyền âm phù về phía bạch tháp, rất nhanh hai đạo độn quang từ trong bạch tháp bắn ra. Cảm ứng được khí tức trong độn quang, Trung Ly Việt khẩn cấp muốn bắt đầu bịa ra tội danh cho Giải Nguyên, nhưng lời vừa đến miệng, bộ dáng của tỷ muội Trung Ly làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, cùng hai nữ trong dự đoán của hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm bảo thủ thải bổ bất đồng. Các nàng tuy nói một người toàn thân dính bùn, một búi tóc tán loạn, đều thập phần chật vật, nhưng khí tức tràn đầy, hiển nhiên không có bị thái bổ qua. Ngươi, các ngươi sao lại thành như vậy? Trung Ly càng khó tin chỉ vào hai cô gái hỏi. Giải Nguyên này chơi cái gì, chẳng lẽ ta vẫn đánh giá thấp hắn? Bẩm thiếu gia chủ, Giải Thánh Tử phân phó tỉ muội chúng ta xử lý việc vặt trong tháp, nhưng trước đây chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua linh điền cùng vòng thú, cho nên không có làm tốt. Có điều xin thiếu gia chủ yên tâm, tỉ muội chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu đạo này, sẽ không mất mặt khi rời nhà. Trung Ly Thư đầu tiên là vẻ mặt hổ thẹn, sau đó rất nghiêm túc cam đoan với Trung Ly Việt. Hiển nhiên, các nàng mặc dù nghe nói qua tiếng xấu của Giải Nguyên, nhưng cũng không biết mưu đồ của Trung Ly Việt. Đáng giận, lại để cho thị nữ đi làm nô bộc, nhất định là người này đã phát hiện ra có điểm gì đó không đúng, cho nên mới cố ý làm như vậy. Nghĩ như vậy, Trung Ly Việt không khỏi hung tợn nhìn về phía Lạc Hồng. Nếu không thể bắt trộm bắt tang thì chuyến này hắn đã uổng công rồi. Mà hiện giờ Phi Linh Thịnh Hội sắp tới gần, nhưng khó mà tìm cơ hội khác. Ha ha, nguyên lai căn nguyên giải sư đệ trấn định tự nhiên là ở đây, nếu Trung Ly sư đệ đã nói chuyện, vậy cùng ta đi tới đấu linh tháp một chuyến à. Chúng ta thánh tử ngày sau đều phải xuống địa uyên lịch lãm, không có kinh nghiệm đấu pháp là không được, sư tỷ hôm nay liền chỉ điểm. Trong ngũ quang tộc tuy có quy củ thánh tử không cho phép tư đấu, nhưng đó chỉ là sợ gây nên nội đấu quá nghiêm trọng, không công tổn hại thánh tử trong tộc. Mà ở đấu linh tháp, nơi có người coi trọng luận bàn, các trưởng lão ngũ quang tộc lại ủng hộ. Thậm chí đối phương khiêu chiến không đáp ứng, người bị khiêu chiến còn có thể bị khấu trừ một phần tài nguyên tu luyện. Dù sao, bồi dưỡng thánh tử của ngũ quang tộc cũng không phải là bày ra trên mặt bàn để xem, đó là phải dựa vào nó để chiến đấu với những chi nhánh khác, thậm chí là dị tộc. Yến Linh lập tức muốn ở trong đấu linh tháp giáo huấn một phen để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền bị Lạc Hồng không kiên nhẫn cắt ngang. Yến sư tỷ chờ một chút, chuyện của Giải Mỗ và Trung Ly sư huynh vẫn chưa xong. Nếu Trung Ly sư huynh vu hãm tìm hiểu Mỗ, vậy tất nhiên là nên xin lỗi Giải Mỗ, vừa vặn tiền bối chấp pháp tháp cũng có mặt, tin rằng sư huynh sẽ không biết pháp mà phạm pháp chứ. Lạc Hồng lộ ra vẻ chế nhạo nhìn Trung Ly Việt nói. Ngươi dám muốn ta xin lỗi? Cái này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung Ly Việt nghe vậy tất nhiên là nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa nói lỡ. Ha ha, xem ra sư huynh Trung Ly là không bỏ xuống được mặt mũi, bên kia do sư đệ tới giúp ngươi một tay. Nói xong, Lạc Hồng đột nhiên thôi động càn khôn chi lực, hung hăng hướng Trung Ly đè ép. Trung Ly Việt lập tức cảm thấy một ngọn núi lớn đập mạnh lên người mình, kêu lên một tiếng đau đớn rồi rơi xuống phù không. Cũng may hắn cách bình đài lơ lửng, không quá gần, lúc kịp phản ứng thì còn chưa nện lên bình đài. Lúc này, hai cánh sau lưng hắn sáng rõ linh quang, toàn lực thúc giục pháp lực thể nội, mặt trướng đến đỏ bừng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi, sao, dám? Trung Ly Việt đến bây giờ cũng không tin Lạc Hồng dám động thủ với hắn, lúc này khó khăn từng chữ một nói ra. Ồ, Trung Ly sư huynh đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốn giải thích Mỗ quỳ xuống xin lỗi sao? Ha ha, sư huynh ngươi cũng không cần như vậy, bất quá, sư đệ hoàn toàn có thể nhận được. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền khẽ cau mày, giống như đang âm thầm vận công. Ngay sau đó, Trung Ly miễn cưỡng còn có thể duy trì thân hình kia, càng lập tức liền kêu thảm một tiếng, bành nện ở trên bình đài lơ lửng. Hai đầu gối cứng rắn đập văng nham thạch được cấm chế bảo hộ, thật sự quỳ xuống xin lỗi như Lạc Hồng nói. Hóa ra, vì không để Trung Ly Việt hiểu lầm mình đột nhiên bị tập kích, không có chuẩn bị cho nên mới bị nặng như vậy. Lạc Hồng vừa bắt đầu không dùng toàn lực, đương nhiên hiện tại cũng giống như vậy. Trung Ly sư đệ. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, Yến Linh mới kịp phản ứng, chỉ thấy Trung Ly Việt quỳ gối trước mặt Giải Nguyên, không khỏi kinh hô một tiếng. Sau khi khiếp sợ, nàng không chút suy nghĩ liền vỗ hai cánh, chuẩn bị thi triển thần thông cứu viện đối phương. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên chuyển động, càn khôn chi lực giống như cự chùy đập về phía mặt Yến Linh,
lúc này đem nàng đánh lui hơn 10 trượng, cưỡng ép cắt đứt nàng thi pháp. Yến sư tỷ không cần kích động như thế, giải mỗ biết ngươi chỉ là bị Trung Ly sư huynh che mắt, trong việc này cũng không có lỗi gì, cũng không cần quỳ xuống xin lỗi như Trung Ly sư huynh. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói, nhưng bộ dạng hiền lành của hắn, ở trong mắt Yến Linh quả thực là uy hiếp sáng loáng. Mà nàng vừa mới nếm qua càn khôn chi lực lợi hại, trong lòng cũng là kiêng kỵ vạn phần, nhất thời không dám ra tay nữa. Tưởng tiền bối, giải sư đệ vi phạm pháp lệnh trong tộc ngay trước mặt ngươi, vì sao ngươi còn không ra tay ngăn lại? Bị giải nguyên tăng vọt chiến lực dọa Yến Linh, vô thức tìm kiếm một vị tu sĩ luyện hư duy nhất ở đây trợ giúp. Có càn khôn chi lực, giải thánh tử có cần làm đến bước này không? Nhưng mà, lão giả họ Tương nghe vậy lại không có ý tứ xuất thủ, ngược lại bắt chuyện với Lạc Hồng. Ha ha, quả nhiên kiến thức tiền bối bất phàm, giải mỗ nếu có gia tộc ủng hộ giống như Trung Ly sư huynh và Yến sư huynh, tất nhiên không cần mạo hiểm tu luyện lực lượng càn khôn. Nhưng trên thực tế, giải mỗ chỉ có tính mạng duy nhất, nếu còn không cầm đi liều mạng, giữ nó lại có tác dụng gì? Bạo lộ càn khôn chi lực, thậm chí là càn khôn châu đều là kế hoạch của Lạc Hồng. Dù sao, mục đích của hắn là lấy được tư cách thí luyện địa uyên, sau đó tiến vào địa uyên, lấy thực lực bản thân giải nguyên có thể, tranh thủ không được. Cho nên, thực lực của hắn nhất định phải xuất hiện tăng vọt. Mà trong tất cả thần thông của Lạc Hồng, lực lượng càn khôn là giải thích tốt nhất. Bởi vì tu luyện không cần dùng đến linh vật quý trọng gì, chỉ cần lá gan đủ lớn, dám liều mạng là được, phù hợp điều kiện giải nguyên. Tâm ý của giải thánh tử lão phu bội phục, bất quá vẫn là mời ngươi buông Trung Ly thánh tử ra đi, nếu không lão phu không thể không ra tay. Lão giả họ Tưởng gật đầu nói. Hắn biết rõ càn khôn chi lực, tự nhiên cũng rõ ràng môn thần thông này tu luyện có bao nhiêu nguy hiểm, phàm là người dám tu luyện, đều là ngoan nhân. Lão giả họ Tưởng cũng không muốn đắc tội nhân vật như vậy, nếu không sẽ có phiền toái. Tốt, giải mỗ cũng hiểu được Trung Ly sư huynh ý tứ một chút là tốt rồi, từ đầu thì không cần. Dù sao, máu tươi bắn ra, làm bẩn động phủ của một vị nào đó thì không tốt đâu. Lạc Hồng thuận thế cười một tiếng, thu hồi thần thông, buông Trung Ly Việt ra. Ta giết người. Chịu nhục nhã như vậy, Trung Ly càng ngày càng tức sùi bọt mép, mất đi lý trí. Vì thế Lạc Hồng vừa mới thu tay lại, hắn liền giống lớn phóng lên trời, pháp lực toàn thân khuấy động, muốn tìm Lạc Hồng liều mạng. Trung Ly sư huynh, ngươi đây là không để ý đến lệnh cấm cùng giải mỗ từ đầu sao? Ha ha, tuy rằng hành động lần này có lệnh cấm, nhưng giải mỗ lại vui vẻ phụng bồi. Lời này của Lạc Hồng nói phong khinh vân đạm, nhưng trong lời nói lại biểu lộ sát ý tràn ngập không bỏ sót. Hiển nhiên, nếu Trung Ly Việt dám ra tay với hắn, hôm nay hắn nhất định lấy mạng hắn. Cũng may bị cỗ sát ý lạnh như băng này dội xuống, Trung Ly càng lúc càng khôi phục vài phần lý trí. Vừa nghĩ tới mình không có lực phản kháng quỳ gối trước mặt giải nguyên, ngoại trừ xấu hổ giận dữ muốn chết ra, đáy lòng cũng ý thức được nếu mình thật cùng đối phương liều mạng sinh tử, chết nhất định là mình. Cuối cùng, ý niệm khủng bố của Trung Ly Việt bị Trung Ly Việt bóp chết trong đầu, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy về phía đại điện truyền tống. Yến sư tỷ không tiễn, hay là ngươi vẫn muốn cùng giải mỗ đi đấu linh tháp luận bàn một phen? Lạc Hồng Chiêu vẫn căm tức nhìn Yến Linh đạo của hắn. Ừ, giải sư đệ, ta khuyên ngươi không nên kiêu ngạo như thế, ta chính là chỉ xếp thứ tư. Trong lòng Yến Linh hiểu rõ thực lực hiện tại của giải nguyên đã không giống trước kia, tất nhiên sẽ không muốn tự rước lấy nhục, lưu lại một câu tàn nhẫn không rõ ý nghĩa, sau đó cũng rời đi theo. Lão giả họ Tưởng cũng lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay cáo từ. Lần này đã làm xong một nửa. Nhìn qua độn quang của ba người rời đi, Lạc Hồng thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía tỷ muội Trung Ly bị cảnh tượng trước đó dọa sợ, không khỏi cảm thấy buồn cười nói, nếu không hiểu rõ sự vụ linh điền và vòng linh thú, vì sao không tới hỏi ta? Cái này, bẩm thánh tử, chúng ta là sợ ngươi đưa tỷ muội chúng ta lui về Trung gia, cho nên mới. Trung Ly Thư không dám ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói. Nghe được lời ấy, Lạc Hồng cũng không quá tò mò sau khi bọn họ lui về sẽ gặp phải cái gì, dù sao cái kia thoáng một phát liền có thể đoán được. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên phất tay ném ra hai cái ngọc giản, trầm giọng nói, ở đây có bí thuật bồi dưỡng linh dược và quản lý linh thú. Hai người các ngươi học cho tốt, đừng sống không mấy trăm tuổi, vẫn chỉ là bình hoa. Dứt lời, cũng không đợi hai nữ đáp lại, Lạc Hồng liền thi pháp đưa bọn họ về Bạch Tháp.
Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất trên không trung bình đài. Bên kia, ba người Trung Ly Việt đã thông qua truyền tống trận trở lại nơi bọn họ đã tới. Nơi này là dãy núi Song Long, tộc Ngũ Quang có một mạch khoáng quan trọng, bình thường cũng có thánh tử trấn giữ. Từ sau khi rời khỏi Bạch Tháp, Trung Ly Việt mang dáng vẻ u ám, ngay cả tộc nhân Ngũ Quang tộc trông coi truyền tống trận thấy hắn, nói chuyện cũng lập tức cẩn thận hơn rất nhiều. Tưởng tiền bối, tại sao lúc đó ngươi không bắt giải nguyên lại? Tuy nói lực lượng càn khôn vô hình vô sắc, nhưng ta và ngươi đều biết là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể bị hắn lừa gạt như vậy? Yến Linh dọc theo con đường này càng nghĩ càng giận, giờ phút này rốt cục nhịn không được trách cứ. Lão Phu cảm thấy việc này không nên làm lớn thì tốt hơn, nếu không thì mặt mũi Trung Ly Thánh Tử sẽ không qua được. Lão giả họ Tương liếc nhìn Trung Ly Việt, mặt không biểu tình nói. Nhưng mà lý do này cũng không đủ để thuyết phục Yến Linh, dù sao cũng không phải nàng mất mặt, không thể vì vậy mà khiến nàng nén giận. Chẳng qua lúc này, Trung Ly vẫn im lìm không lên tiếng, đột nhiên chen miệng nói, Yến sư tỷ, việc này sư đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, ta lập tức đi tìm Khổng sư huynh chủ trì công đạo, ngươi có muốn cùng đi không? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1023, Ngũ Sắc Cốc. Khổng sư huynh lập tức đang dốc lòng chuẩn bị cho phi linh thịnh hội, chúng ta bây giờ đi quấy rầy hắn, có phải có chút không ổn hay không? Nghe nói ba chữ Khổng sư huynh, Yến Linh nhất thời thần sắc hòa hoãn, sau đó có chút khó xử nói. Giải nguyên kia không để ý tính mạng tu luyện càn khôn chi lực, sư đệ ta tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hiện tại mình đã không phải là đối thủ của hắn, danh ngạch tiến vào Cửu Việt Cung trong thịnh hội tất nhiên là tranh không lại hắn. Mà nếu ta vắng mặt, Khổng sư huynh ở trong Cửu Việt Cung sẽ thiếu đi một trợ lực, chắc chắn ảnh hưởng tới hắn cũng khá lớn. Cho nên, lần này chúng ta đi không tính là quấy rầy. Thiết kế giải nguyên, tước đoạt tư cách tiến vào Cửu Việt Cung của hắn tuy xuất phát từ bản tâm của Trung Ly Việt, nhưng trong đó cũng có sự bày mưu của Khổng Đạo Vinh. Tình huống ngoài ý muốn trước mắt, tất nhiên là hắn phải quản. Lời này của ngươi cũng có chút đạo lý, ta liền cùng ngươi chạy một chuyến. Nếu không việc này đột ngột như vậy, Khổng sư huynh sợ là nhất thời khó có thể tin tưởng ngươi. Yến Linh hiển nhiên cũng muốn đi gặp Khổng sư huynh, lập tức bị Trung Ly Việt khuyên nhủ một chút, liền sửa lại chủ ý. Đạt thành nhận thức chung, hai người liền cùng lão giả họ Tưởng tách ra, trực tiếp phi độn về phía Bắc. Ước chừng một ngày sau, bên ngoài một tòa linh cốc hiếm ai biết, hai đạo độn quang màu sắc khác nhau bỗng nhiên từ chân trời xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, ba bóng người đã độn ra ngoài linh cốc, lộ ra một nam hai nữ. Trong đó một vị nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, sau lưng sinh một đôi ngũ sắc quang rực, hiển nhiên là tộc nhân Ngũ Quang tộc. Mà hai vị khác lại có bộ dáng khác nhau, hai người đều một thân da đen, trên mặt còn có một ít mũi nhọn đen nhánh như hắc diệu thạch đâm ra, hai cánh sau lưng càng là màu xanh sẫm. Nam có thân hình cường tráng, tướng mạo có thể làm cho trẻ con khóc đêm, nữ thì nhìn như là trẻ con, nhưng nhìn khí tức của phi linh tướng thì hiển nhiên là do công pháp tạo thành. Đây là ngũ sắc cốc của quý tộc, quả nhiên ngũ hành linh khí vô cùng tinh thuần, khó trách sẽ bị quý tộc thiết lập thành cấm địa. Nam tử to lớn nhìn linh cốc dưới đại trận một cái, giọng điệu lấy lòng nói với nữ tử Ngũ Quang tộc. Ngao luật sư huynh, Cửu Việt tộc là đệ nhất chủ chi của phi linh tộc ta, trong tộc linh địa giống như ngũ sắc cốc hẳn là không ít, xin huynh đừng lãng phí thời gian. Ta mang ngũ âm thạch dưới đất của các ngươi, còn phải tu luyện ở đây một thời gian. Nữ tử cao gầy hiển nhiên đối với Ngao luật lấy lòng cũng không cảm kích, thậm chí có chút chán ghét, lập tức không che giấu thúc giục nói. Hừ, Cửu Việt tộc ta tất nhiên là mạnh hơn Ngũ Quang tộc các ngươi rất nhiều, chúng ta cũng chỉ thưởng thức cường giả. Nữ tu có bộ dáng như đứa bé kia nghe vậy rất bất mãn, sau đó còn hung hăng trừng mắt nhìn nam tử to lớn bên cạnh. Ngao Thanh, đừng vô lễ với Tảo sư muội. Linh địa trong tộc chúng ta tuy nhiều nhưng ngũ sắc cốc là độc nhất vô nhị, nếu không chúng ta cần gì phải đi vạn dặm xa xôi lấy ngũ âm thạch ở đây. Ngao Luật nghiêm mặt, lúc này liền răn dạy Ngao Thanh một trận. Đại ca, bây giờ huynh nói chuyện nho nhã như thế nào, huynh còn là đại ca của ta sao? Ngao Thanh thấy thế cũng không sợ, tại chỗ lên án. Lúc này trong lòng nàng có thể nói là buồn bực vạn phần, rõ ràng tu sĩ Cửu Việt tộc bọn họ đều lấy mạnh làm đẹp,
nhưng đại ca nàng lại thích một tộc nhân ngũ quang nhu nhược. Đứng trước mặt hắn lấy lòng nịnh hót khiến nàng rất khó chịu. Được rồi, huynh muội các ngươi muốn ầm ĩ thì chờ xong chuyện rồi lại ầm ĩ. Theo ta vào đây. Đôi mi thanh tú của Tào Thư cau lại, không khỏi cảm thấy đau đầu, vội vàng quát bảo hai người ngừng lại. Dứt lời, nàng liền lấy ra lệnh bài cấm chế, mở ra một lỗ hổng trên đại trận, phi độn đi vào. Tào sư muội chờ một chút. Ngao Luật thấy người trong lòng đi rồi, tất nhiên là lập tức đi theo, để Ngao Thanh phía sau không khỏi trợn trắng mắt. Ngũ hành linh khí trong ngũ sắc cốc vô cùng tinh thuần, thậm chí ở chỗ hạch tâm đạt tới cấp bậc ngũ hành tinh khí. Đối với ngũ quang tộc mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là một thánh địa tu luyện. Nhưng hệ thống tu luyện của tộc Cửu Việt hoàn toàn khác với tộc ngũ quang, bọn họ chủ tu âm sát khí, ở trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên sẽ không cảm thấy thoải mái. Trên thực tế, tộc Cửu Việt có thể trở thành một nhánh mạnh nhất trong tộc Phi Linh, chủ yếu là bởi vì hệ thống tu luyện của bọn họ. Dù sao, tài nguyên lớn nhất của Phi Linh tộc chính là địa uyên 7 tầng, mà âm sát linh vật trong địa uyên lại là nhiều nhất. Thế cho nên một chi của Cửu Việt tộc chiếm hơn phân nửa chỗ tốt của địa uyên, bọn họ muốn không cường thịnh cũng khó. Cũng không lâu lắm, Tào Thư liền mang theo hai huynh muội Ngao Luật thông qua cấm chế dày đặc, đi vào khu vực trung tâm của ngũ sắc cốc. Chỉ thấy, một tòa đại điện thủy tinh đứng sừng sững ở chỗ này, ngũ hành tinh khí bị ước thúc thành một cỗ giống nhau, ở trong vách tường thủy tinh được trận pháp vận chuyển, rất có cảm giác tiên linh. Ba người tiến vào đại điện, lập tức nhìn thấy một thanh niên có tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ đang ngồi xếp bằng trên một đài ngọc tu luyện. Bị khí tức của ba người làm kinh động, thanh niên tuấn mỹ này lúc này mở mắt ra, nhưng sau khi thấy người tới là Tào Thư và hai vị đạo hữu của Cửu Việt tộc, dường như là biết ý đồ đến của bọn họ, lập tức chỉ khẽ gật đầu, cũng muốn nhắm mắt vận công lần nữa. Tào Thư thấy vậy cũng không cảm thấy đối phương vô lễ, dù sao nàng biết cho dù bọn họ là ngũ quang thánh tử cao quý, cũng không thể tùy ý ở chỗ này tu luyện, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều phải bắt lấy. Thật là khó chịu, trận pháp thông với dưới đất ở đâu? Mau dẫn bọn ta đi. Ngao Thanh dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, tuy ngũ hành tinh khí nơi này không đả thương được nàng, nhưng có thể ghê tởm đến nàng, nàng thật sự không muốn ở lâu. Ngay phía trước, chờ đến dưới đất, ngươi liền thoải mái. Thân hình Tào Thư không ngừng thuận miệng trả lời một câu. Ngũ hành tinh khí trong ngũ sắc cốc có thể trải qua vô số năm tháng mà không khô kiệt, bởi vậy địa âm dương giao hòa, hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ tự nhiên. Cho nên ngũ hành linh khí nơi đây có thể tự động vận chuyển như công pháp tu sĩ tu luyện, luyện hóa linh khí ngoại giới, bổ sung cho bản thân. Nhưng quá trình này cũng không tính là nhanh, cho nên ngũ quang tộc đem nơi đây thiết lập cấm địa, chỉ cho nhân vật trọng yếu. Trong tộc ngẫu nhiên đến đây tu luyện, ngũ hành cũng chia âm dương, ngũ sắc cốc trên mặt đất tụ tập đều là dương ngũ hành, âm ngũ hành thì đều bị trận pháp khóa dưới đất. Tích lũy qua năm tháng, sẽ hình thành loại linh tài thuộc tính âm sát cực kỳ hiếm thấy như ngũ âm thạch, cho nên tộc Cửu Việt định kỳ sẽ phái người đến đây thu lấy. Cũng bởi vậy mà ngũ quang tộc nhận được không ít chỗ tốt từ Cửu Việt tộc. Nhưng mà, ngay lúc ba người đứng lên truyền tống trận pháp bao phủ đại điện thủy tinh đột nhiên có chỗ chấn động, khiến cho linh quang vừa mới nổi lên trên truyền tống trận lại tối xuống. Xảy ra vấn đề gì sao? Ngao Luật quan tâm hỏi. Có người đã xúc động đến đại trận bên ngoài, truyền tống trận tạm thời khóa chết. Hạch tâm của ngũ sắc cốc đại trận nằm ở dưới đất, cho nên một khi đại trận bên ngoài bị xúc động, sẽ kích khởi cơ chế bảo hộ. Tào Thư ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thầm nói xui xẻo. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Ngao Luật, lại không ngờ gặp được chuyện ngoài ý muốn bực này. Không bao lâu, một tấm truyền âm phù từ ngoài điện bay vụt vào, đi thẳng tới trước người thanh niên tuấn mỹ. Thì ra là đến tìm hắn. Tào Thư ánh mắt bất mãn nhìn về phía đối phương. Mà thanh niên tuấn mỹ cũng nhướng mày, rõ ràng hắn đã dặn dò trong khoảng thời gian này không nên tới quấy rầy hắn, nhưng lại chờ được một tấm truyền âm phù. Chẳng qua, sau khi áp chế nộ khí của hắn đọc qua nội dung của truyền âm phù, thanh niên tuấn mỹ không khỏi lộ ra thần sắc ngạc nhiên, do dự một chút rồi phất tay đem một khối lệnh bài cấm chế ném ra ngoài. Gì? Hắn còn muốn cho người tiến vào gặp mặt, không ngại lãng phí thời gian. Sau khi lệnh bài cấm chế bay ra khỏi đại điện không lâu, Trung Ly Việt cùng Yến Linh liền phi độ đến. Sau khi chào hỏi đơn giản một phen, Trung Ly Việt liền vội vàng nói, Khổng sư huynh, sư đệ có hy vọng nặng, có lẽ không cách nào cùng sư huynh đi Cửu Việt cùng. Ngươi nói rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
thì ra thanh niên tuấn mỹ chính là Khổng Đạo Vinh. Lúc này hắn nhíu chặt lông mày nói. Ngay lúc Trung Ly Việt cáo trạng, Ngao Thanh đột nhiên nghi hoặc hỏi đại ca ở bên cạnh, đại ca, Cửu Việt cung tốt như vậy sao? Mấy người đó có dáng vẻ muốn đánh vỡ đầu thế nào? Ngao Thanh và huynh trưởng của hắn ở trong Cửu Việt cung, bình thường cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, giờ phút này tất nhiên là không thể hiểu được. Cửu Việt cung mà bọn họ nói không giống với suy nghĩ của ngươi, đó là Cửu Việt nội cung, cũng chính là động phủ của Thánh Hoàng bản tộc. Nói đến đây, Ngao Luật dừng một chút, sau khi nhìn ba người Khổng Đạo Vinh một cái, tiếp tục nói, mấy người bọn họ hẳn đều là thánh tử ngũ quang tộc. 20 năm nữa chính là 300 năm một lần phi linh thịnh hội, đến lúc đó bọn họ sẽ đi theo thánh chủ ngũ quang tộc tiến về nội cung, nghe thánh hoàng bản tộc giảng đạo. Nhưng mà, mỗi vị thánh chủ chỉ có thể mang 5 tên thánh tử mới tấn chức đến, bọn hắn vì thế tranh đoạt, cũng không ngạc nhiên. Phi linh thí luyện của phi linh tộc được tổ chức trước mỗi đêm ở địa uyên thí luyện, bình thường do có phi linh hoàng, cũng là do chủ chi lưu của tu sĩ đại thừa thay phiên tổ chức. Mục đích chủ yếu là để cho chủ chi tổ chức phi linh thịnh hội thể hiện lực lượng, thứ nhì chính là để cho các chi thánh chủ có thể được cơ hội phi linh hoàng chỉ điểm liên quan đến truyền thừa. Trước mắt, phi linh tộc có 2 gã phi linh hoàng, phân biệt ở Cửu Việt tộc và Nam Lũng tộc. Lần trước phi linh thịnh hội là do Nam Lũng tộc tổ chức nên lúc này tự nhiên là đến phiên Cửu Việt tộc. Đại ca, ngươi nhất định có thể đi, đến lúc đó mang ta theo được không? Ngao Thanh nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng cầu khẩn nói. Cái này không thể được, ngươi vẫn nên chờ lần sau đi. Chuyện liên quan đến phi linh hoàng, Ngao Luật cũng không dám để muội muội tùy hứng trong chuyện này, lúc này liền cự tuyệt. Nhưng lần sau sẽ đến phiên Nam Lũng tộc, ta muốn lão tổ của tộc ta chỉ điểm cho. Ngao Thanh vẫn không cam lòng nói. Chỉ điểm đó là chuyện của các vị thánh chủ, ngươi một phi linh tướng có thể nghe hiểu cái gì? Chỗ tốt chúng ta có thể nhận được chủ yếu không phải là chàng giảng đạo kia, cho nên bất kể tộc nào tổ chức cũng không có khác nhau. Ngao Luật nhẫn nại giải thích, muội muội này thật sự là đáng ghét, không đáng yêu bằng Tào sư muội. Nghĩ như vậy, Ngao Luật lập tức xoay chuyển ánh mắt, quang minh chính đại thưởng thức dáng người của Tào Thư. Tào Thư thì bị nhìn thấy hết sức khó chịu, thấy Trung Ly càng nói càng không ngừng, trong lòng không khỏi tức giận, ngữ khí rất bất mãn nói, các ngươi nói xong chưa, không thấy ta còn dẫn người chờ ở đây sao? Hắc hắc, ngươi xem Tào sư muội quan tâm chúng ta nhiều hơn. Ngao Luật ngây ngô cười nói. Ngao Thanh nghe vậy thiếu chút nữa không thở được, đang muốn cãi nhau một phen, đột nhiên cảm ứng được cái gì, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo. Thật có lỗi, đúng là Vi Huynh đã làm chậm trễ hai vị Tào sư muội và Cửu Việt tộc, kính xin thông cảm nhiều hơn. Trong thánh tử mới lên cấp, Tào Thư bất kể là thiên tư hay là thế lực gia tộc đều có thể ngang hàng với hắn. Khổng Đạo Vinh tự biết đối lý, lập tức chắp tay tạ lỗi. Ha ha, không cần, chúng ta đợi thêm một lát cũng không sao. Lúc này, Ngao Thanh không biết sao lại cười khẽ một tiếng nói. Điều này làm cho Ngao Luật biết rõ tính nết muội muội mình giật mình, sau khi trộm nhìn mắt Khổng Đạo Vinh, thần thức chậm rãi trở nên cổ quái. Khổng Đạo Vinh giờ phút này cũng có chút sững sờ, nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày, liền nhìn về phía cửa đại điện, nghiêm nghị quát, ai ở nơi đó, đi ra cho Khổng Mỗ. Nghe lời ấy, đám người trong điện ngoại trừ Ngao Thanh đều kinh hãi, bọn họ cũng không phát hiện trong đại điện còn có người khác, lập tức nhao nhao nhìn về chỗ ánh mắt Khổng Đạo Vinh. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ hư hóa thực. Sau khi thấy rõ diện mục đối phương, Trung Ly càng lúc càng lui về phía sau một bước, kinh ngạc nói, Giải Nguyên, ngươi sao lại ở đây? Ha ha, đương nhiên là đi theo hai vị tới đây, nếu không sao Giải Mỗ có thể biết là ai ở sau lưng hại ta chứ? Bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại điện thủy tinh này, lại chính là Lạc Hồng thay thế tìm hiểu nguyên. Thì ra Lạc Hồng đã sớm đoán được hắn đánh nhỏ, nhất định sẽ dẫn ra lớn chuyện, để tránh phiền toái hai lần. Hắn vẫn vụng trộm đi theo sau lưng hai người Trung Ly Việt, chuẩn bị tìm được người phía sau màn, giải quyết hắn. Vì vậy, hắn liền một đường theo tới ngũ sắc cốc, tiến vào đại điện thủy tinh này. Lúc đầu, hắn không muốn xuất hiện sớm như vậy, dù sao trận pháp nơi đây cũng có chút ý tứ. Nhưng một nữ tu của tộc Cửu Việt bên kia đã nhận ra khí tức của hắn, Lạc Hồng cũng thuận thế hiển lộ thân hình. Nếu không phải hắn cố ý thả ra một tia khí tức, lấy tu vi nguyên thần của hắn, Khổng Đạo Vinh căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Giải sư đệ, ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào cấm địa. Sau khi khiếp sợ,
Yến Linh lập tức giận dữ nói, Giải Mỗ cũng không có tự tiện xông vào, chẳng lẽ ta không phải cùng các ngươi tiến vào sao? Lạc Hồng nhìn Yến Linh lắc đầu, lập tức không để ý tới nàng nữa, mà đưa mắt chuyển hướng Khổng Đạo Vinh nói, Khổng sư huynh, nếu là ngươi đứng sau sai sử Trung Ly sư huynh vu hãm Giải, vậy ngươi cũng giống như Trung Ly sư huynh xin lỗi Giải Mỗ đi. Xin lỗi, trong mắt Khổng Đạo Vinh hiện lên vẻ giận dữ, nhưng sau đó lại do dự. Ông ta lôi kéo Trung Ly càng là vì thu được trợ lực từ cơ duyên ở Cửu Việt Cung, không ngờ đối phương lại không dùng được như vậy. Trước mắt, sau khi hắn nhìn thấy Giải Nguyên, không khỏi sinh ra ý niệm thay thế cho Trung Ly Việt. Nếu như nói xin lỗi là có thể lôi kéo đối phương, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Rất hiển nhiên, Trung Ly Việt vẫn chưa nói chuyện mình quỳ xuống cho Khổng Đạo Vinh biết, nếu không hiện tại hắn cũng không có ý nghĩ thừa thãi như vậy. Tuy nhiên Trung Ly Việt không nỡ mặt mũi, Yến Linh cũng không cố kỵ gì. Nàng thấy Khổng Đạo Vinh lộ vẻ do dự, sợ đối phương làm trò cười, vội vàng nói, Khổng sư huynh, hắn là muốn để ngươi quỳ xuống, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt hắn giao cho chấp pháp tháp. Cái gì? Giải sư đệ, ngươi có muốn giải thích một chút không? Khổng Đạo Vinh nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc nhìn Trung Ly Việt một cái, sau đó mặt lạnh như băng mà nói. Yến sư tỷ nói rất đúng, Giải Mỗ không cần giải thích cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng Khổng sư huynh, cũng phải giống như Trung Ly sư huynh, để Giải Mỗ giúp ngươi một tay nha. Lạc Hồng mắt lộ ra hàn quang nói. Chương 1024, Kiếm Quyết. Vừa dứt lời, hai người đồng thời động thủ. Bởi vì biết được thủ đoạn của Giải Nguyên, Khổng Đạo Vinh trước tiên liền thúc giục bí thuật đem khí tức bản thân tăng lên một đoạn để đối kháng trọng áp tùy thời sẽ đến. Theo hắn nghĩ, Giải Nguyên không thể luyện chế bảo vật càn khôn quá mạnh, lại thêm ưu thế về tu vi của mình, cứng rắn chống đỡ được hẳn là coi như nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì loại thần thông càn khôn này, phiền phức chỉ có thể ngạnh kháng, nếu không dùng thân thể của Khổng Đạo để có rất nhiều thủ đoạn, luôn có thể dùng phương pháp khắc chế để ứng phó. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, thần niệm vừa động liền thúc giục càn khôn châu. Lúc này, một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ ra trì trong phạm vi ngọc đài. Chỉ thấy trên ngọc đài chợt hiện ra rất nhiều phù văn, linh quang bùng lên rồi đồng thời nổ tung. Cả tòa ngọc đài như chịu một kích của sơn nhạc cự viên, lún sâu xuống mặt đất hơn 10 trượng. Mà thân hình Khổng Đạo Vinh phi độn trên không ngọc đài cũng không bị khống chế rơi xuống phía dưới, lưng bị ép tới hơi cong, liều mạng toàn lực mới không ở trước mặt Lạc Hồng cúi đầu. Chỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, liền biết lúc này nàng chống cự gian nan cỡ nào, hiển nhiên hắn đánh giá thấp sự lợi hại của lực càn khôn Lạc Hồng. Thời gian vẫn ngắn một chút. Lạc Hồng sửa tu đạo quyết vấn đạo đại ngũ hành bất quá mới hơn 100 năm, đối với tu sĩ cấp cao mà nói một chút cũng không tính là dài, uy năng của càn khôn châu còn đang tăng lên rất nhanh. Lúc này, chỉ là thúc giục càn khôn chi lực mà không cần bí thuật gia trì mà nói, chỉ có thể giải quyết cao giai phi linh tướng bình thường, giống như Khổng Đạo Vinh là người nổi bật trong cùng giai, lực còn chưa đủ. Ha ha, quả nhiên đánh nhau, ta biết ngay sẽ có trò hay để xem. Ngao Thanh nhìn hai người đột nhiên động thủ, hai mắt sáng lên, lúc này mới bừng bừng phấn khởi nói. Tiểu muội, ngươi đã sớm phát hiện có người lẻn vào. Ngao Luật ở bên cạnh còn đang vì Lạc Hồng có thể tránh thoát thần thức cảm ứng của hắn mà giật mình, nghe Ngao Thanh nói như vậy, lập tức nghi ngờ hỏi. Dù sao, tu vi nguyên thần của hắn là trên Ngao Thanh, không có lý do gì mình không phát hiện mà đối phương lại có thể cảm ứng được. Ha ha, ta cũng không cảm ứng được người này, ngược lại cảm ứng được một kiện linh vật trên người người này, chờ bọn họ đánh xong, ta phải hỏi cho rõ ràng. Ngao Thanh ra vẻ thần bí nói xong, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Tào Thư ở một bên, mở miệng ngập ngừng nói, Tào sư tỷ, nơi này không phải cấm địa của ngũ quang tộc các ngươi sao? Ngươi cứ đứng nhìn bọn họ đánh lật trời ở đây, không đi ngăn cản một chút sao? Ngao Thanh nói ra lời này, tự nhiên không phải thật sự suy nghĩ vì ngũ quang tộc, nàng chỉ muốn khích Tào Thư ra tay, xem một màn kịch hay. Ngao Thanh sư muội quá lo lắng, thần thông Khổng sư huynh không dưới ta, hắn chỉ cần nghiêm túc, đơn giản là có thể bắt được Giải Nguyên kia, chắc sẽ không tạo thành tổn hại gì đối với nơi này. Tào Thư tuy bất mãn Khổng Đạo Vinh trì hoãn chuyện của nàng, nhưng đối với bản lãnh của hắn vẫn vô cùng tán thành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm rền, trên người Khổng Đạo Vinh đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo hồ quang điện màu trắng, xa xa nhìn lại phảng phất đông đảo cự bàn quấn quanh thân thể gã.
Được lôi pháp này gia trì, sắc mặt Khổng Đạo Vinh lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều, hiển nhiên là triệt để chống lại càn khôn chi lực của Lạc Hồng. Ngũ hành thần lôi, ha ha, nhìn xem ngươi sử dụng như thế nào. Cảm ứng được khí tức của những tia sét trắng kia, Lạc Hồng lập tức nổi lên hứng thú, ngưng thần thông sắp sửa thi triển. Khác với Lạc Hồng, Khổng Đạo Vinh cũng không dư giả như vậy, sau khi tự mình cảm thụ uy lực của lực càn khôn, hắn đã coi Lạc Hồng là đại địch. Giờ phút này, hai tay hắn bấm pháp quyết, rất nhiều lôi mãng quấn trên người hóa thành lít nha lít nhít lôi tì. Chỉ thấy, những tia sét màu trắng này đều đâm về phía Lạc Hồng, ngự lôi làm tơ, có chút ý tứ. Sau khi nói thầm một câu, Lạc Hồng thu càn khôn chi lực, hai cánh liền xuất ra rất nhiều hỏa nha màu lam, đón lấy lôi tì. Sau một khắc, lôi tì màu trắng xông lên phía trước đâm vào thân hỏa nha màu lam do Lạc Hồng gọi ra, lập tức không một tiếng động chui vào trong đó, trực tiếp bị thôn phệ mất. Khổng Đạo Vinh thấy thế kinh hãi, gã liền tranh thủ pháp quyết trên tay biến đổi, khiến cho lôi tia màu trắng còn lại tiếp xúc với hỏa nha màu lam trong nháy mắt tự bạo ra. Một đợt này, hắn tiêu hao hết toàn bộ lôi ti, lúc này mới đem lam sắc hỏa nha nổ tung toàn bộ. Mà lúc này kiếm chỉ của Lạc Hồng dựng lên, những ngọn lửa lơ lửng trên không trung tụ tập trên đầu ngón tay, hóa thành một quả cầu lửa màu lam lớn vài thước. Hỏa cầu này diễm quang mặc dù không mãnh liệt, nhưng mới tụ tập thành hình, liền làm nhiệt độ cả tòa đại điện cuồng tăng, khiến cho Trung Ly Việt cùng Yến Linh hai người ở một bên quan chiến đều không tự chủ lui về sau một bước. Đa tạ Khổng sư huynh chỉ giáo, kỹ xảo này coi như không tệ. Đột nhiên cảm tạ Khổng Đạo Vinh, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, hỏa cầu trên kiếm chỉ giống như nụ hoa tản ra, hóa thành rất nhiều sợi tơ mỏng, không để lại góc chết mà bắn về phía Khổng Đạo Vinh. Biến lửa thành tia, ngươi, Khổng Đạo Vinh thấy thế suýt nữa trừng mắt ra, bởi vì đối phương hiển nhiên là nhìn mình thi triển thần thông ngự lôi làm tia, mới lâm thời học được. Đây là thiên tư cùng ngộ tính cỡ nào, nhưng mà, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngộ tính của mình cao bao nhiêu. Thần thông hóa lửa thành tơ này, thật ra bản chất giống với hóa lửa thành chim, đều chỉ là một loại kỹ xảo sử dụng thần thông. Bất quá, cái sau chỉ có thể làm cho thần thông càng linh hoạt hơn, cái trước lại là sản phẩm áp xúc uy lực thần thông, linh lực trong một đạo hỏa ti vượt qua tổng lượng 10 con. Hỏa nha, uy năng hai phương diện tất nhiên là không thể đánh đồng. Nhưng tương ứng, muốn thi triển kỹ xảo hóa hỏa thành tơ, liền cần căn cơ tương đối vững chắc, nếu không thì không có khả năng có phần lực khống chế này. Mà không hề nghi ngờ, ngay cả Khổng Đạo Vinh cũng có thể làm được, pháp thể thần đồng tu Lạc Hồng tất nhiên là có thể làm được dễ dàng hơn, cho nên hắn vừa nhìn đã biết. Trong đại điện này, sự lợi hại đối với Lam Bạch Linh Diễm, ngoại trừ Lạc Hồng, chỉ có Khổng Đạo Vinh là rõ ràng nhất. Cho nên, tuy lập tức khiếp sợ, nhưng phản ứng của hắn không chậm chút nào. Chỉ thấy Khổng Đạo Vinh lắc mình rút lui ra hơn 10 trượng, sau đó thân thể co rụt lại, liền dùng hai cánh bao bọc bản thân lại. Lập tức, một tầng ngũ sắc hào quang nồng đậm hiện ra quanh thân hắn, rất nhanh một đầu ngũ sắc khổng tước màu trắng nhảy lên lôi quang liền biến hóa ra. Một khi tu sĩ phi linh tộc thi triển thuật biến hóa, đồng nghĩa với việc hắn đã xuất toàn lực. Theo lý thuyết, Lạc Hồng lúc này cũng nên thi triển biến hóa ngũ quang, nếu không sẽ vô cùng chịu thiệt. Nhưng hắn lại không có ý tứ này, vẫn chuyên tâm sử dụng lam sắc hỏa ti, phảng phất cực kỳ có lòng tin với nó. Lúc này Khổng Đạo Vinh không kịp nghĩ nhiều, đuôi ngũ sắc khổng tước vừa mở, mảng lớn ngũ sắc thần quang liền huy sái ra. Bất quá, hắn thi triển ngũ sắc thần quang cùng ngư điếm chủ ngày đó căn bản không thể so sánh, bất kể là khí tức hay uy thế, đều cách nhau cực xa. Ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống, ngũ sắc khổng tước trên người ngũ hành thần lôi nhất thời hóa thành một cỗ bạch hà, lập tức tụ tập đến trên hai cánh hắn mở ra. Trong thời gian ngắn, hai cánh ngũ sắc khổng tước trở nên cực kỳ chói mắt, ngay sau đó hai cánh của nó đồng thời vỗ về phía trước một cái, hai đạo cuồng lôi cực kỳ thô to liền kích xạ ra. Hai đạo cuồng lôi này chạm vào lam sắc hỏa ti, liền phát ra một trận tiếng bạo liệt thật lớn, tuy bị ngăn trở tốc độ tiền tuyến, nhưng thế không thể đỡ hướng Lạc Hồng đánh tới. Mắt thấy Khổng Đạo Vinh thi triển ngũ quang biến, quả nhiên như mọi người dự đoán chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch lên, lam sắc hỏa ti lại lui về phía sau một chút, tiếp theo liền quấn lấy nhau dệt thành một quả phù văn. Mà phù văn này vừa mới thành hình, thiên địa nguyên khí xung quanh liền giống như điên tràn vào trong đó. Không đợi người nhìn lâu, trong một tiếng nổ vang rung trời bạo liệt ra, hóa thành một viên hỏa cầu to lớn hơn 20 trượng.
chịu uy năng của nó xông lên, hai đạo cuồng lôi màu trắng kia lập tức vỡ vụn từng khúc, cả tòa đại điện thủy tinh cũng rung động lắc lư không thôi. Cũng may, cấm chế phụ gia của đại điện lúc này mới không bị hủy ở một kích vừa rồi. Ha ha, hóa hỏa thành tơ, hóa tơ thành phù, ngộ được song trọng uy lực đòn bẩy, một trận này coi như không uổng công. Nhưng cũng đã đến lúc kết thúc. Lam Diễm còn chưa tan hết, Lạc Hồng cũng đồng dạng dùng hai cánh đem chính mình bao bọc lại, thi triển ngũ quang biến hóa thành một con ngũ sắc khổng tước xải cánh trăm trượng. Dưới sự khống chế cố ý của hắn, ngũ sắc khổng tước mà hắn biến thành hình thể nhỏ hơn Khổng Đạo Vinh một vòng. Hai người các ngươi đều dừng tay cho ta, nơi này là ngũ sắc cốc, các ngươi chẳng lẽ muốn bị phế bỏ vị trí thánh tử? Thấy Lạc Hồng không thay đổi trước người, có thể lấy thần thông huyền diệu chống lại Khổng Đạo Vinh, Tào Thư lúc này ý thức được trước đó mình tính sai. Nếu hai người bọn họ tiếp tục đấu nữa, tất nhiên sẽ hủy hoại nơi này, đến lúc đó chuyện này có thể sẽ lớn chuyện. Nhưng hai người đấu đến mức này, sớm đã không phải muốn dừng là có thể dừng, Khổng Đạo Vinh càng không thể tiếp nhận kết cục kết thúc hòa. Chỉ thấy, hắn không hề nghe theo lời khuyến cáo, trong đôi mắt đã biến thành ngũ sắc khổng tước hiện lên vẻ tức giận sôi trào, khí tức lại được bí thuật tăng lên. Ngũ hành linh khí vô tận tụ tập xung quanh hắn, một tiếng hót bén nhọn vang lên, đông đảo ngũ sắc quang kiếm bị ngưng tụ ra, lập tức vọt tới Lạc Hồng. Trước khi đến ngũ quang tộc, ngư điếm chủ vì không để Lạc Hồng lộ tẩy, đã đem thần thông bí thuật mà ngũ quang tộc thường dùng dạy hết cho Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng cũng dựa vào ngũ sắc chân huyết nồng đậm trong cơ thể, dễ dàng đem tất cả đều tập hội. Hiện tại Khổng Đạo Vinh thi triển chính là một trong số đó rực kiếm thuật, đừng nhìn những kiếm quang này bình thường, nhưng đều áp xúc uy năng của ngũ sắc thần quang, thần thông hộ thể bình thường căn bản không ngăn cản nổi. Mặc dù thần thông này lưu truyền rộng rãi trong ngũ quang tộc, nhưng vì người thi triển có thể tăng tiến tu vi nên đặc tính tăng mạnh, cho nên rất nhiều tồn tại cao giai trong tộc ngũ quang thường dùng nó để đối địch. Càng đừng nói, hoàn cảnh nơi đây thích hợp thi triển thần thông này. Đối mặt với kiếm quang năm màu đánh úp lại, lúc này Lạc Hồng không có ý đồ xấu gì, lại bày ra tư thái giống nhau, ngưng tụ ra lượng lớn kiếm quang năm màu đối mặt với nhau. Không có bất kỳ cảnh tượng hoa mỹ nào, hai luồng kiếm chiều trong chớp mắt đã gặp nhau trên không trung. Song khiến Trung Ly Việt và Yến Linh kinh ngạc chính là Khổng Đạo Vinh khí tức rõ ràng mạnh hơn bên này, tụ kiếm chiều lại đang bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Thanh phi kiếm ngũ sắc giải nguyên đang gặp rõ ràng khí tức yếu đi một đầu, nhưng lại có thể chém phi kiếm của đối phương thành hai đoạn, sắc bén vô cùng. Thấy tình cảnh này, Tào Thư đang muốn ra tay ngăn cản hai người không khỏi thân hình bị kiềm hãm. Dù sao nàng đối với ân oán giữa Khổng Đạo Vinh cùng giải nguyên không có hứng thú, chỉ là không muốn để cho dư âm hai người đấu pháp hủy đi nơi này mà thôi. Lập tức Khổng Đạo Vinh sẽ bị thua, nàng tất nhiên là không có lý do gì đi ngăn cản. Đương nhiên, bây giờ nàng kiêng kỵ giải nguyên cũng là một nguyên nhân lớn, vết thương quá không được lưu lại, làm sao có thể. Ngao Luật ở bên cạnh nhìn ngũ sắc phi kiếm xẹt qua trời cao lưu lại vết trắng, trên mặt lập tức không còn vẻ nhẹ nhõm cho tới nay, ánh mắt cũng lần đầu tiên rời khỏi Tào Thư thời gian dài. Một khi phi kiếm xuất hiện dị tượng lưu lại trên không, chứng tỏ trình độ sắc bén của phi kiếm đã có thể ảnh hưởng không gian. Muốn làm được điểm ấy, chỉ có hai khả năng, một là phi kiếm ẩn chứa pháp tắc lực mạnh mẽ, đủ để vượt qua một không gian pháp tắc, hai là bản thân phi kiếm đã có thuộc tính không gian cực mạnh. Ngũ sắc phi kiếm của Lạc Hồng chính là do thần thông ngưng tụ, nếu là khả năng thứ nhất, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp thi triển ngũ sắc thần quang, liền có thể trực tiếp thu thập đối thủ. Mà khả năng thứ hai, càng làm cho Ngao Luật xem không hiểu, trong ngũ hành thuộc tính quang kiếm ngũ sắc từ nơi nào tới không gian thuộc tính, cũng không cảm ứng được có bảo vật gì gia trì. Trên thực tế, Ngao Luật không cảm ứng được là đúng rồi, bởi vì Lạc Hồng chính là đem thần phong vô ảnh kiếm giấu ở trong ngũ sắc phi kiếm mới có thể làm cho uy năng như thế. Trong hơn một năm đến ngũ quang tộc, bởi vì có ngư điếm chủ dẫn đường, rất nhiều khu vực nguy hiểm đều dùng truyền tống trận bí ẩn của phi linh tộc trực tiếp vượt qua, hai người bọn họ mới có thể đến cảnh nội phi linh tộc nhanh như vậy. Cũng bởi vì trong lúc đó không gặp phải phiền toái gì, Lạc Hồng liền luyện thiên phượng chi linh lấy được từ Diệp Dĩnh vào trong thần phong vô ảnh kiếm. Thêm vào đó một ít linh tài không gian đã được thăng linh trước đây. Sau khi luyện lại thần phong vô ảnh kiếm tuy rằng vẫn chưa đạt tới hỗn độn vạn linh bảng, nhưng uy năng lại không phải là linh bảo bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là tính bí mật,
dưới sự gia trì của pháp tắc chi lực càng trở nên lợi hại hơn, cho dù là ngư điếm chủ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của nó. Luyện hư trở xuống, tất nhiên là đừng nghĩ phát giác được khí tức của bọn nó. Mà đem thần phong vô ảnh kiếm cùng dực kiếm thuật kết hợp cũng không đơn thuần là vì che giấu linh kiếm, càng là vì thi triển một môn thần thông Lạc Hồng lấy được ở nhân gian. Từ lúc còn ở nhân giới, Lạc Hồng đã giải phong ấn tấm vạn kiếm đồ kia, cũng từ đó đạt được một môn kiếm quyết. Môn kiếm quyết kia mặc dù cao thâm vô cùng, dùng phù văn giống như ngân khoa văn, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua Lạc Hồng sớm đã tìm hiểu. Nhưng mà, môn công pháp tên là Lục Tiên Kiếm Quyết này tuy nói cực kỳ có lực sát phạt, nhưng hiển nhiên không giống đường lớn mà Lạc Hồng theo đuổi. Cho nên, Lạc Hồng chỉ chọn bí thuật kiếm quyết trong đó để tu luyện, cũng không tu luyện công pháp này. Mà trong ba môn bí thuật uy lực lớn nhất thì chỉ cần một môn không cần dùng kiếm quyết pháp lực là có thể thi triển, hơn nữa còn là một bộ kiếm trận cỡ lớn mà Lạc Hồng vẫn thèm thuồng. Tựa hồ lúc trước người sáng tạo ra công pháp này cũng không ngờ bộ kiếm trận này lại do một người thi triển, cho nên mới cố ý tránh đi điều kiện pháp lực kiếm quyết. Mặc dù như thế, lúc trước Lạc Hồng cũng không thể nào thỏa mãn được điều kiện thi triển kiếm trận này. Bởi vì phi kiếm cần phải có thuộc tính ngũ hành khác nhau, mà đều là linh bảo, có được lực lượng pháp tắc nhất định mới được. Nhưng mà hiện giờ, sau khi thần phong vô ảnh kiếm và phi kiếm ngũ sắc dung hợp, tất cả điều kiện hiển nhiên đều đã thỏa mãn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1025, giao dịch cùng nhặt nhạnh chỗ tốt. Mắt thấy kiếm chiều của đối phương vọt tới, Khổng Đạo Vinh không kịp nghĩ nhiều, pháp lực thúc dục, liền tế một viên bảo châu từ ngực ra. Lập tức, ngũ sắc thần quang quanh người hắn mãnh liệt hướng viên bảo châu này tuôn tới. Chỉ thấy viên châu này quay tròn một phen, lại cấp tốc hóa thành một tầng tinh cháo, bảo hộ ngũ sắc khổng tước biến thân của Khổng Đạo Vinh ở trong đó. Hiển nhiên, hắn muốn dựa vào linh bảo này, chống đỡ kiếm chiều năm màu của Lạc Hồng. Nhưng mà, điều khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là, kiếm chiều năm màu sau khi bay tới phụ cận, lại không trực tiếp chém về phía hắn, mà từ trong đó chia làm hai, một trái một phải tạo thành một vòng kiếm. Đây là thủ đoạn gì? Đấu pháp với Lạc Hồng đến bây giờ, Khổng Đạo Vinh tuyệt đối không tin đối phương là người biết làm những chuyện dư thừa, vòng kiếm này nhất định có văn chương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lo lắng với thủ đoạn hộ thân của mình, hai mắt hung ác, lại trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, khiến cho ngũ sắc tinh cháo linh quang đại thịnh. Ha ha, Khổng sư huynh cần gì phải liều mạng như vậy, đã sắp thua mà còn hao tổn nhiều nguyên khí như vậy. Theo tính tình của Lạc Hồng, lúc này vốn không nên mở miệng trào phúng, nhưng mà hiện tại hắn thay thế giải nguyên lại là người thiết lập như vậy. Dù sao, trước đây hắn đã chịu đựng nhiều sự ức hiếp của đối phương như vậy, bây giờ sau khi xoay người nhất định phải hung hăng gọi hắn trở về. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền thúc giục thần niệm, khu xử đông đảo phi kiếm ngũ sắc dựa theo một quy luật huyền diệu nào đó phi độn. Tình cảnh rõ ràng như thế, lập tức khiến cho Tào Thư ở xa xa đang xem cuộc chiến kinh hô một tiếng, kiếm trận. Xin giải sư đệ hạ thủ lưu tình. Mà Khổng Đạo Vinh ở trong kiếm trận thấy thế sắc mặt càng trắng nhợt, nhưng không đợi gã kịp hành động. Vô số kiếm quang liền ở bốn phương tám hướng đông tây nam bắc, phân biệt ngưng tụ ra một quang kiếm hai màu đen trắng xen lẫn tạp lưu. Sau một khắc, bốn thanh hắc bạch quang kiếm liền biến mất, mọi người liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Khổng Đạo Vinh. Thanh âm chưa dứt, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, tán đi. Kiếm trận, linh quang trên người chợt lóe, cũng một lần nữa biến thành hình người. Sau khi mất đi kiếm trận che chắn, mọi người tinh tường thấy Khổng Đạo Vinh dùng ngũ sắc tinh cầu hộ thân xuất hiện bốn vết chém cực kỳ dễ thấy. Không đợi mọi người nhìn nhiều, bảo vật này liền vỡ vụn, lộ ra Khổng Đạo Vinh cũng đã hóa thành hình người. Chỉ thấy, hắn hiện tại chẳng những là một bộ dáng tóc tai bù xù, hơn nữa còn đầy người máu đen quỳ gối trên mảnh vỡ của Bảo Châu. Giải sư đệ, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Tào Thư thấy thế nhất thời kinh hãi nói. Tào sư tỷ không cần kinh hoàng, giải mỗ chỉ là chặt đứt gân chân Khổng sư huynh, giúp hắn giải thích mà thôi, vừa không có tổn thương tính mạng của hắn, cũng không có hủy diệt tu vi căn cơ của hắn. Với chút thương thế này, sau khi dùng đan dược không cần mấy ngày là có thể khỏi hẳn, ngược lại nguyên khí mà hắn tổn thất cần phải tĩnh dưỡng từ từ mới có thể khôi phục. Lạc Hồng phất phất tay, lơ đễnh nói, ngươi,
giải sư đệ, phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Khổng sư huynh lúc trước tuy có chỗ không đúng, nhưng chung quy cùng ngươi đều là thánh tử. Nếu ngươi làm quá đáng, Khổng gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe thấy câu giải nguyên kia từng lời xin lỗi, Tào Thư biết rõ oán khí trong lòng đối phương rất nặng, liền không nhịn được khuyên nhủ. Dù sao nàng cũng biết, với tiềm lực hiện tại của giải nguyên, các trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì chút cấm này mà trừng phạt hắn. Nữ nhân này nói chuyện vì sao làm cho người ta khó chịu như thế, thôi, không cần thiết dây dưa nhiều với nàng. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhướng mày, sau đó liền có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, lần này giải mỗ nếu đã xả giận, ngày sau tất nhiên sẽ không đi tìm Khổng sư huynh bọn họ gây phiền toái. Nhưng mà cũng xin Tào sư tỷ khuyên bọn họ nhiều một chút, sau này đừng nhàn rỗi không có việc gì làm đến quấy rầy giải mỗ tĩnh tu. Nói xong, Lạc Hồng còn quét mắt nhìn Trung Ly Việt một cái. Đối phương lập tức lại cảm ứng, dùng mình một cái, sau đó liền nói không dám. Khổng sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta tìm phiền toái cho ngươi không phải tự chuốc nhục nhã sao? Trung Ly Việt trong lòng khổ sở nghĩ, nhưng lập tức liếc mắt nhìn về phía hai mắt vẫn vô thần, sau khi quỳ lạy Khổng Đạo Vinh, trong lòng lại không khỏi dễ chịu hơn rất nhiều. Rất tốt, tiếp theo chỉ cần ứng phó với câu hỏi của trưởng lão Ngũ Quang tộc, ta có thể yên tĩnh tu luyện. Lực Càn Khôn và Hỗn Nguyên kiếm trận đều dễ giải thích, Lạc Hồng đối với chuyện này không có nửa điểm lo lắng. Chuyện nơi đây xong xuôi, Lạc Hồng lúc này liền chuẩn bị trở về động phủ, nhưng lúc này thanh âm của một nữ đồng đột nhiên truyền đến. Chờ đã, ngươi đừng đi đã. Tiểu muội, đừng có hồ nháo. Ngao Luật lôi kéo Ngao Thanh xông lên, đè thấp thanh âm quát lớn. Người trước mắt này cho dù là hắn cũng không nắm chắc tất thắng, hắn cũng không thể đắc tội Ngao Thanh. Bị, sư muội cửu Việt tộc này có gì chỉ giáo? Lạc Hồng cũng có chút nghi hoặc vì sao lúc trước đối phương phát giác khí tức của hắn, lập tức liền có chút chắp tay nói. Ta tên Ngao Thanh, chúng ta sinh con đi. Ngao Thanh dãy dụa trong tay Ngao Luật, thần sắc tùy ý nói. Ách, này. Cho dù Lạc Hồng tu luyện gần ngàn năm, giờ phút này cũng không khỏi có chút phá vỡ, trong lòng cực kỳ buồn bực. Dù sao toàn thân Ngao Thanh này không có một chút nào sinh trưởng ở trên thẩm mỹ của Lạc Hồng. Giải mỗ trước mắt cũng không có ý định kết thành đạo lữ với người khác, nhận được sư muội yêu ái, nhưng xin thứ cho giải mỗ không thể tòng mệnh. Xuất phát từ lễ tiết, Lạc Hồng vẫn uyển chuyển cự tuyệt nói. Ngươi bây giờ không thích ta ngược lại cũng bình thường, dù sao thực lực của ta hiện tại cùng ngươi có chênh lệch rất lớn. Nhưng ta tu luyện rất nhanh, ngươi chờ ta 300-500 năm, chờ ta đuổi kịp ngươi, ta sẽ gọi lão tổ tới cầu hôn. Ngao Thanh nhẹ gật đầu, không tức giận chút nào lại nói ra một phen ngôn luận kinh người. Lạc Hồng nhất thời có chút mất trật tự, quá nhiều rãnh chen chúc ở ngực, ngược lại để cho hắn không biết nên phun như thế nào. Đây chẳng lẽ là văn hóa của tộc Cửu Việt, tại sao trong ký ức của giải nguyên lại không có chút nào? Giờ khắc này, Lạc Mỗ cảm giác được ngăn cách giữa các chủng tộc khác nhau, đây không chỉ là xung đột lợi ích. Tiểu muội đừng nói nữa. Ha ha, giải sư đệ, gia muội chưa có kinh nghiệm sống, mong rằng ngươi không nên trách móc. Ngao Luật lập tức bịt miệng Ngao Thanh lại, xấu hổ cười nói với Lạc Hồng. Ha ha, đâu có, nếu không có chuyện gì khác, giải mỗ xin cáo từ. Lạc Hồng lúc này cũng chỉ có thể cười nói. Chờ một chút, ta còn có một chuyện, trên người ngươi có hung phong cửu lê, có thể giao dịch cho ta không? Thấy Lạc Hồng muốn đi, Ngao Thanh lập tức dùng thần niệm truyền âm nói. Cửu lê hung phong. Thì ra là thế, là bởi vì cái này mới làm cho ta bại lộ hành tung. Tộc Cửu Việt kế thừa chính là chân linh huyết mạch của cửu đầu hung điểu, xem ra tư chất của Ngao Thanh này tương đối khả thi. Hơi chút tìm kiếm trí nhớ, quả nhiên đối phương đúng là đệ nhất nhân trong thánh tử các tộc lúc Hàn lão ma thí luyện. Người này bối cảnh không nhỏ, từ trong tay hắn đạt được Cửu Việt biến hóa hẳn là không khó. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng lập tức gật đầu thừa nhận, đúng vậy, nhiều năm trước giải mỗ xác thực mua được một bình cửu lê hung phong ở ám thị. Nhưng lấy tu vi Ngao Thanh sư muội, trước mắt hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú mới đúng. Chẳng lẽ Ngao Thanh sư muội là vì trưởng bối yêu cầu? Tuy hung phong cửu lê không thuộc về riêng cửu đầu hung điểu, nhưng tự nhiên thành hình cũng cực kỳ hiếm thấy, đã biết cũng chỉ ở trong tầng sâu địa uyên, sẽ xuất hiện một ít. Mà tu sĩ tộc Cửu Việt chỉ có thể tiến giai phi linh xuất, mới có thể thức tỉnh thần thông khống chế gió này từ trong huyết, mạch, trước đó thử nghiệm, chỉ dẫn đến mất khống chế. Cửu lê hung phong trên người Lạc Hồng đến từ cửu U Minh Đồng,
Bất quá bảo vật này đã bị nó luyện vào Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, Ngao Thanh cho dù có chỗ đặc thù, cũng không có khả năng cảm ứng được. Nàng cảm ứng được, hẳn là Lạc Hồng xuất phát từ nghiên cứu thói quen, từ trong cửu U Minh Đồng rút ra một cỗ cửu lê hung phong. Đương nhiên không phải, ta trời sinh chân huyết chín đầu nồng hậu, người khác khi ở phi linh xuất mới có thể thức tỉnh thần thông, ta ở phi linh tướng liền có thể có được, có phải rất lợi hại hay không? Ngao Thanh hất cằm lên, phảng phất như đang nói thực lực của mình vượt qua Lạc Hồng là chuyện sớm hay muộn, để hắn chuẩn bị nghênh đón người cầu hôn. Thì ra trên người giải sư đệ có hung phong cửu lê, khó trách tiểu muội lại kích động như thế. Vật này đối với cửu Việt tộc ta vô cùng quan trọng. Chắc hẳn giải sư đệ lúc trước mua được cũng là vì giao dịch linh vật từ trong tay tu sĩ bản tộc sau này, cho nên bây giờ không bằng nói chuyện điều kiện đi. Vừa nghe là chính sự, Ngao Luật lập tức buông Ngao Thanh ra, thay nàng cùng Lạc Hồng thương nghị nói. Không, ta rất tin tưởng tiểu muội nhà ngươi đang thèm muốn thân thể ta. Lạc Hồng lật tìm trí nhớ của giải nguyên, phát hiện đúng như đối phương nói, cửu lê hung phong này đối với tu sĩ cao cấp của cửu Việt tộc mà nói. Giống như canh kim đối với tu sĩ Nguyên Anh ở nhân giới, chỉ cần tìm được, sẽ lập tức dùng hết. Cho nên, dù là huynh muội Ngao Thanh bối cảnh bất phàm, cũng không thể dễ dàng đạt được. Đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lạc Hồng cũng vui lòng làm, lúc này bàn tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc đen. Hung phong cửu lê đang ở trong bình này, không biết hai vị có thể lấy ra cái gì để giao dịch. Trong lần giao dịch này, Lạc Hồng cũng không tính trực tiếp đòi hỏi cửu Việt biến. Dù sao thần thông biến hóa của các chi phi linh tộc tuy rằng lưu truyền rộng rãi, nhưng đối với ngoại chi cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng truyền thụ. Hơn nữa, giá trị của hai bên chênh lệch quá lớn, lần này nếu Lạc Hồng đòi hỏi, ý đồ sẽ quá rõ ràng. Xác nhận thật sự là khí tức hung phong cửu lê, Ngao Luật cùng Ngao Thanh lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh hai người liền khó xử. Trầm ngâm một lát, Ngao Luật mới nói, hai huynh muội ta lần này đến đây là vì nhiệm vụ trong tộc, cũng không mang theo nhiều hơn so với đồ vật giao dịch của hung phong cửu lê. Không biết giải sư đệ có cần ngũ âm thạch không? Ngũ âm thạch, đó là linh vật gì? Lạc Hồng cũng chưa từng nghe nói tới ngũ âm thạch, lúc này nghi ngờ hỏi. Tiểu muội, ngươi nhanh đi cùng Tào sư muội mang ngũ âm thạch tới đây. Phân phó Ngao Thanh một câu, Ngao Luật chắp tay nói với Lạc Hồng, kính xin giải sư đệ chờ một chút. Ngũ âm thạch này vẫn còn ở dưới lòng đất ngũ sắc cốc, tiểu muội ta sẽ đi lấy nó. Tin tưởng với kiến thức của giải sư đệ, đến lúc đó nhìn qua liền biết vật này đối với mình có hữu dụng hay không. Ngũ quang tộc tu luyện thần thông ngũ hành, mặc dù là âm ngũ hành, nhưng thứ mà Ngao Luật có thể nghĩ đến, có thể đánh động giải nguyên nhất. Sau đó, Ngao Thanh liền cùng Tào Thư biến mất ở trong truyền tống trận. Mà Khổng Đạo Vinh kia cũng sớm được Trung Ly Việt và Yến Linh dìu ra khỏi đại điện thủy tinh. Trong lúc chờ đợi, Ngao Luật chủ động bắt chuyện với Lạc Hồng. Hắn cảm thấy hứng thú với thân thế bối cảnh của Lạc Hồng, mà Lạc Hồng thì lại hết sức tò mò đối với phong thổ của cửu Việt tộc, hai người nói chuyện cũng không tệ. Ước chừng sau một nén nhang, trên truyền tống trận lần nữa sáng lên linh quang, Ngao Thanh và Tào Thư đồng loạt hiện thân. Đại ca, Ngao Thanh giơ lên túi chữ vật trong tay, hô Ngao Luật một tiếng. Lấy một khối ra cho giải sư đệ nhìn xem, Ngao Luật lúc này đáp lại. Chỉ thấy Ngao Thanh lập tức gật đầu nhẹ, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối đá đen thui, nhìn tảng đá mềm nhũn, phất tay ném về phía Lạc Hồng. Pháp lực dẫn dắt, Lạc Hồng liền nhiếp ngũ âm thạch này vào trong tay, chỉ nhẹ nhàng sờ một cái, lưu lại một dấu tay ở bên trên. Nhưng không bao lâu sau, dấu tay này liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ứng được linh lực ngũ hành bất thường trong đó, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ đây là vật gì. Thành thật mà nói, thứ đồ chơi này không có tác dụng gì với hắn. Lạc Hồng không muốn làm việc lỗ vốn, nhưng ngay khi hắn định mở miệng, giọng nói của Ngân Tiên Tử đột nhiên vang lên trong nguyên thần của hắn. Chứng âm giao trùng, tiểu tử ngươi lấy được thứ tốt này từ đâu? Chứng trùng, đây không phải linh tài sao? Tiên tử nhận ra ngũ âm thạch này. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, vội vàng truyền âm hỏi. Thật sự là không có kiến thức, nhất thời không có khí tức sinh mệnh, liền nhất định là vật chết. Tiểu tử ngươi cũng không nghĩ xem những cây thiên địa linh dược kia xuất hiện như thế nào. Ngân Tiên Tử khẽ hừ một tiếng nói, phảng phất như là đối với hoài nghi của Lạc Hồng mà cảm thấy bất mãn. Ý của tiên tử là ngũ âm thạch này kỳ thật là một loại sinh linh kỳ lạ do hoàn cảnh đặc biệt của linh khí mới có thể thay nghén ra. Lạc Hồng nghĩ đến hoàn cảnh linh khí của ngũ sắc cốc, lúc này tin tưởng lời nói của Ngân Tiên Tử.
Không sai, nếu muốn chân chính hóa thành chứng âm giao trùng thì cần hấp thu rất nhiều sinh khí ngũ hành, đến lúc đó sẽ hóa thành một quả trứng côn trùng màu xám cứng rắn. Nơi đây bị đại trận cấm chế, ngăn cản âm dương ngũ hành lưu chuyển bình thường, khẳng định chứng âm giao trùng ở đây đều ở giai đoạn ban đầu. Tiểu tử ngươi gặp vận may rồi, còn không mau nhặt nhạnh đi. Ngân tiên tử phảng phất giống như chính mình nhặt nhạnh, lập tức rất là hưng phấn nói. Tiên tử trước đừng kích động, âm giao trùng này đến cùng có chỗ lợi gì, kính xin chỉ điểm Lạc Mỗ một phen. Lạc Hồng rất là bình tĩnh hỏi. Con âm giao trùng này sinh ra từ trong khí âm ngũ hành, từ khí ngũ hành của dương ngũ hành mà ra, đoạt tạo hóa của âm dương ngũ hành. Nếu có thể đào tạo ra một lượng lớn, liền có thể điều tiết lực lượng âm dương ngũ hành trong một mảnh thiên địa. Cho dù là đặt vào trong động thiên linh bảo bình thường nhất, cũng có thể làm cho hắn đạt được tư cách vấn đỉnh đỉnh cấp linh bảo. Đây chẳng phải là thứ hoàng tuyền quỷ thủ của ngươi khiếm khuyết sao? Ngân tiên tử nhanh chóng giải thích nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ giá trị của âm giao trùng. Tất cả động thiên linh bảo kỳ thật đều là mô phỏng giới diện mà luyện, mà trụ cột nhất bên trong giới diện chính là âm dương ngũ hành. Nhưng giới diện bình thường đều có thiên đạo điều tiết âm dương cân bằng, ngũ hành thuận nghịch. Cho nên, cho dù là linh bảo động thiên có bắt chước tốt đến đâu, không gian bên trong cũng tồn tại một cực hạn. Đơn giản mà nói, chính là cấm chế của tu tiên giả nếu có thể khống chế động thiên thương tăng, động thiên này có thể ổn định tồn tại, mà nếu không thể, động thiên sẽ chậm rãi sụp đổ. Mà rất hiển nhiên, động thiên càng lớn, thương tăng lại càng lợi hại. Thiên đạo khống chế pháp tắc một cách hoàn mỹ mới có thể dựng lên một sạp hàng lớn như vậy ở linh giới. Người tu tiên chỉ dựa vào sức người, tất nhiên là không thể nào so sánh được. Mà con âm giao trùng này tuy cũng không thể so với thiên đạo, nhưng nó cũng đã vượt qua sức mạnh cực hạn của con người. Chương 1026, phế vật lợi dụng. Thật ra U Minh động thiên trong tay Hoàng Tuyền Quỷ cũng không phải là động thiên chân chính, mà chỉ là mượn nhờ lực lượng linh bảo hình thành không gian bên trong. Nhưng bởi vì động thiên linh bảo chính thức cực ít, cho nên rất nhiều linh bảo tương tự Hoàng Tuyền Quỷ thủ cũng thường xuyên được đặt tên là động thiên. Lạc Hồng biết rõ tính hạn chế của U Minh động thiên, nhưng bởi vì đây là linh bảo thuần âm thuộc tính. Muốn cho ngũ hành cân bằng không khó, nhưng muốn đạt tới âm dương cân bằng lại là thứ hiện tại hắn căn bản làm không được. Hành động lần này không những vô cùng khó khăn, còn cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ hủy diệt Hoàng Tuyền Quỷ thủ. Mà Hoàng Tuyền Quỷ thủ bây giờ là vật mấu chốt để Lạc Hồng thi triển Thăng Linh Đại Pháp, trước khi tìm được thủ đoạn thay thế, cho dù có thể làm được, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Ngân tiên tử, không phải Lạc Mỗ không tin ngươi, mà là chuyện này thật sự trọng đại. Dám hỏi âm giao trùng cải tạo U Minh động thiên, thật sự một chút nguy hiểm cũng không có sao. Xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng không khỏi lại hỏi một câu. Âm giao trùng đối với U Minh động thiên cải tạo chẳng những là thay đổi một cách vô tri vô giác, hơn nữa lại hợp pháp thì là chí lý, nhưng mà những chuyện nguy hiểm căn bản không tồn tại. Có điều, số lượng âm giao trùng vô cùng quan trọng, nếu như ít đi, tiểu tử ngươi có thể sẽ phải chờ đợi. Nghe ra, được sự nghiêm túc trong lời nói của Lạc Hồng, Ngân tiên tử hiếm thấy không có cáu kỉnh mà nói. Sau khi xác nhận, Lạc Hồng lúc này không hề do dự, thần sắc không thay đổi ngẩng đầu nhìn Ngao Luật. Trong vật này chứa âm ngũ hành chi lực cực kỳ tinh thuần, ngược lại có chút hiếm có, không biết Ngao sư huynh muốn giao dịch thế nào. Nghe lời ấy, thần sắc Ngao Luật lập tức buông lỏng, dù sao Giải Nguyên nếu không hài lòng với ngũ âm thạch này, huynh muội bọn họ hôm nay muốn lấy bình cửu lê hung phong kia, thật có chút khó khăn. Mà một khi bỏ lỡ hôm nay, chờ bọn họ trở về lấy linh vật, bình cửu lê hung phong này có thể không nhất định còn ở đây. Trong túi chữ vật này có tổng cộng 36 khối ngũ âm thạch, chính là toàn bộ ngũ sắc cốc này ngưng tụ trong 300 năm qua. Ngao Mỗ nguyện ý dùng cả túi này đổi lấy bình cửu lê hung phong kia của sư đệ. Chỉ riêng lấy linh lực mà nói, ba khối ngũ âm thạch liền có thể bằng với bình cửu lê hung phong trong tay Lạc Hồng. Nhưng một cái có sản xuất cố định, một cái khác thì có tiền mà không mua được, dùng gấp 10 lần giao dịch cũng là hợp lý. Nghe được điều kiện này, Lạc Hồng cũng không lập tức tỏ thái độ, mà là trầm ngâm một lát sau mới nói, Ngao sư huynh ra giá ngược lại là hợp lý. Bất quá Giải Mỗ hoặc không cần ngũ âm thạch này, dùng một chút ít nhất cần 100 khối, cái này gọi là Giải Mỗ có chút khó xử. Cái này, ý Giải sư đệ là, Ngao Luật nhíu mày nói. Tuy nói hắn sớm có chuẩn bị đối phương giao giá trên trời,
nhưng nghe đối phương công phu sư tử ngoạm như thế, trong lòng vẫn sinh ra chút ít bất mãn. Ha ha, Ngao sư huynh không nên hiểu lầm, Giải Mỗ tất nhiên sẽ không chiếm tiện nghi lớn như sư huynh. Giải Mỗ nghĩ chính là ngoại trừ túi ngũ âm thạch này, ta còn muốn tư cách tiếp tục giao dịch vật này. Thấy sắc mặt nàng không đúng, Lạc Hồng lập tức đoán được ý nghĩ của Ngao Luật, lúc này khẽ cười một tiếng nói. Chẳng lẽ giải sư đệ còn có hung phong cửu lê trong tay? Ngao Luật cả kinh nói, bậc linh vật này, Giải Mỗ sao lại có phần thứ hai? Giải Mỗ muốn dùng thứ khác đổi lấy ngũ âm thạch cho quý tộc. Lạc Hồng vội vàng phủ nhận nói. Hắn thu được trí nhớ của Giải Nguyên, hiểu rõ một ít tình huống của cửu Việt tộc, liền hoàn toàn hiểu rõ vì sao Hàn Lão Ma sẽ lưu lạc trên hải đảo kia. Rõ ràng có một cỗ di hải chân linh, nhưng không người dám động. Chính là bởi vì cửu đầu hung điểu chính là tổ linh của phi linh tộc đệ nhất chủ chi cửu Việt tộc, có tồn tại cấp bậc đại thừa chú ý. Nếu chuyện mình có lượng lớn hung phong cửu lê bị bại lộ, Ngao Luật khẳng định sẽ hoài nghi hắn trộm di hài tổ linh nhà mình, đây chính là đạo lấy cái chết của phi linh tộc. Thì ra là thế, nhưng giải sư đệ tốt hơn hết là đừng nên ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ngũ âm thạch này trong tộc chúng ta mặc dù không phải là loại hung phong như cửu lê, nhưng cũng là một loại linh vật có chút tác dụng với tu sĩ tộc ta. Phi linh tướng cao giai đỉnh phong chỉ cần luyện hóa 4-5 khối trước khi đột phá, liền có thể tăng xác suất thành công khi tiến giai phi linh soái lên một chút. Cho nên, ngũ âm thạch của bản tộc cũng không nhiều, muốn đổi lấy lại càng không dễ. Thần sắc Ngao Luật hòa hoãn lại, lúc này khuyên nhủ. Nhưng mà, những lời này có thể dọa được tu sĩ bình thường, lại không dọa được Lạc Hồng. Ngũ âm thạch nếu thật sự có thể tăng xác suất cửu Việt tộc tiến giai phi linh suất, vậy thì tuyệt đối không phải Ngao Luật có thể làm chủ giao dịch. Ở phương diện này, khẳng định có vật thay thế thích hợp hơn ngũ âm thạch. Giải Mỗ cũng không muốn một hơi đổi được đủ ngũ âm thạch, dù sao một túi ở đây cũng đủ để Giải Mỗ dùng lâu rồi. Sở dĩ thỉnh cầu như vậy, chỉ là không muốn đoạn tuyệt đường, còn xin Ngao sư huynh đáp ứng. Lạc Hồng trịnh trọng chắp tay nói, nếu giải sư đệ đã suy nghĩ chu toàn, Ngao Mỗ cũng không nói nhiều nữa. Sau khi Ngao Mỗ trở về, hắn sẽ báo cho tiền bối hộ pháp trưởng quản bảo khố trong tộc, đến lúc đó hắn sẽ đưa tới mục lục giao dịch. Ngao Luật lập tức đáp lễ lại, gật đầu đáp ứng. Đa tạ Ngao sư huynh, yên tâm, Giải Mỗ tuyệt đối sẽ không làm khó sư huynh. Lạc Hồng biết rõ cho dù đối phương có bối cảnh thâm hậu, cũng không thể nào tùy ý làm chuyện có liên quan tới bảo khố trong tộc, lập tức liền bảo đảm nói. Nói xong, Lạc Hồng liền ném bình ngọc đen trong tay đi, mà Ngao Thanh thấy thế cũng ném túi chữ vật chứa ngũ âm thạch qua. Sau khi giao nhận rõ ràng, Lạc Hồng liền cáo từ rời đi. Nhìn qua độn quang Lạc Hồng biến mất ở cửa đại điện, Ngao Luật xoay chuyển ánh mắt, chắp tay nói với Tào Thư, Tào sư muội: vị giải sư đệ này rốt cuộc có lai lịch gì, thần thông của hắn lợi hại như thế, vì sao trước đây một mực vắng vẻ vô danh? Làm cùng một nhóm thánh tử địa uyên thí luyện, Ngao Luật cùng Giải Nguyên kỳ thực là tồn tại quan hệ cạnh tranh. Cho nên khi hỏi đến việc này, hắn thoáng cái không còn vẻ lấy lòng như lúc trước, mà là vẻ mặt chân thành. Ta cũng không rõ ràng, trước đây hắn chỉ xếp hạng thứ 6 trong chúng ta, vẫn luôn không hiển sơn không lộ thủy, không nghĩ tới lại lén lút trở nên lợi hại như vậy. Tào Thư đối với việc này cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, mà vừa nghĩ đến việc này Giải Nguyên lại lộ ra tính tình rất giỏi ẩn nhẫn, bà ta lại trực tiếp đánh lên nhãn hiệu nguy hiểm. Ngao Luật lúc này cũng không khỏi có ý nghĩ đồng dạng, thân sắc dần dần trở nên ngương trọng. Đại ca, huynh sợ rồi sao? Ha ha, huynh sợ cũng đúng, dù sao đó cũng là đạo lữ của ta, trở về ta sẽ nói với sư phụ. Ngao Thanh nâng cằm, tùy tiện nói. Ta thấy ngươi là muốn ăn đòn, đã lấy được hung phong của cửu lê, còn không mau trở về bế quan luyện hóa. Ngao Luật trên trán nổi gân xanh, lúc này khiển trách. Ngao Thanh một câu, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói với Tào Thư, Tào sư muội, huynh muội ta đi trước đây, sau này có cơ hội sẽ tìm huynh đến tìm sư muội tâm tình. Ha ha ha, sư huynh đi nào. Tào Thư trong lòng trợn mắt thật to, thầm nghĩ hai huynh muội này đều không bình thường, trên mặt vẫn thất lễ đưa tiễn. Sau khi tiễn huynh muội Ngao Luật đi, Tào Thư nhìn dấu vết đấu pháp của Giải Nguyên và Khổng Đạo Vinh để lại, quét dọn tạp niệm trong lòng, lúc này độn tới một tòa ngọc đài hoàn hảo. Rốt cuộc có thể yên tĩnh tu luyện rồi. Trong lòng Tào Thư thả lỏng ngồi xếp bằng xuống. Nhưng mà, không đợi nàng nhắm hai mắt lại, nguyên thần đã có cảm ứng,
quay đầu liền thấy một tấm truyền âm phù từ cửa đại điện bay vào. Thực sự là gặp quỷ rồi. 7 ngày sau, trên hoa đảo, Bạch Tháp, Lý trưởng lão, ta phải đi sao? Mấy ngày gần đây vãn bối vừa ủ linh tửu, muốn mời trưởng lão đánh giá một phen. Chỉ thấy, Lạc Hồng biến thành Giải Nguyên đang cung kính hành lễ với một vị bạch bào lão giả, trong miệng nói lời giữ lại. Không cần, bản trưởng lão còn có chuyện quan trọng trên người, không tiện ở lâu. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thể hiện ra đủ tiềm lực, trong tộc nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trở về hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày để cho tộc ta lại có thêm một vị thánh chủ. Sau khi động viên một câu, lão giả mặc áo bào trắng chợt hóa thành một tia sáng, trong phút chốc thoát khỏi tầm mắt cực hạn của Lạc Hồng. Mặc dù đối phương đã đi xa, Lạc Hồng vẫn duy trì bộ dáng khom mình hành lễ, một lát sau mới độn trở về Bạch Tháp. Sau khi mở ra tất cả cấm chế, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng ứng phó được rồi, nói dối trước mặt tồn tại cấp bậc hợp thể, thật đúng là không phải áp lực lớn bình thường. Người vừa bỏ chạy kia, chính là một trong những trưởng lão hợp thể của Ngũ Quang tộc, Lý Trác Lâm. Lần này hắn đến đây, tất nhiên là vì thánh tử Giải Nguyên đột nhiên bỗng nhiên nổi tiếng, dù sao lấy thực lực hắn biểu hiện ra. Thông qua địa uyên thí luyện, lấy được tư cách thánh chủ, đã là chuyện 8-9 phần 10 rồi. Mà trong hệ thống thế lực của phi linh tộc, số lượng thánh chủ các chi càng thêm trọng yếu, trong thiên bằng tộc không có thánh chủ, thậm chí có thể bị đá ra khỏi hàng ngũ 12 chủ chi. Cho nên, Lạc Hồng đối với trưởng lão Ngũ Quang tộc đến không có chút ngoài ý muốn nào, đối với câu hỏi của hắn tự nhiên cũng đối đáp trôi chảy. Càn khôn chi lực dám liều mạng liền có thể tu luyện, hỗn nguyên kiếm trận sau khi Lạc Hồng lấy ra trang sách màu bạc đã nhận được giải thích hợp lý. Cuối cùng, Lý Trác Lâm chỉ cảm thán một câu Giải Nguyên cơ duyên thâm hậu, đã dùng đủ loại thủ đoạn trấn an hắn. Một trận đạn pháo đủ để Giải Nguyên tiêu trừ oán niệm, Lạc Hồng rất hài lòng, khiến lúc cung tiễn cuối cùng có thêm vài phần thành ý. Về phần, 7 ngày trước hắn đã kiếm được 36 quả trứng âm giao trùng, chúng đã để chúng vào trong bất diệt bạch liên đại trận. Cũng không cần Lạc Hồng quan tâm, chẳng biết tại sao Ngân Tiên Tử lại có hứng thú rất lớn với những quả trứng âm giao trùng này, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc. Theo như lời nàng nói, trong vòng 10 năm những trứng âm giao trùng này có thể ấp nở, bồi dưỡng thêm một chút là có thể để vào trong U Minh Động Thiên. Nhưng mà cho dù bỏ vào cũng phải mất một lúc lâu mới khiến cho U Minh Động Thiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, cho nên tinh lực của Lạc Hồng cũng không có ở đây. Việc vặt ta đã sắp xếp thỏa đáng, cũng nên bắt đầu nghiên cứu thanh la quả. Nhắc tới cũng trùng hợp, thu hoạch ngoài ý muốn lần này càng làm cho ta nhớ tới một cửa đột phá. Vừa sờ cằm tự nói một câu, thần niệm Lạc Hồng vừa động, hai đạo linh quang liền từ bên hông hắn bay ra. Sau khi rơi xuống trên bệ đá trước mặt, hóa thành một hộp ngọc cùng một quả cầu bạc lóng lánh ánh kim loại. Trong hộp ngọc tự nhiên là nhân vật chính của bài này thanh la quả, về phần viên ngân cầu to bằng đầu người này. Cũng không thấy Lạc Hồng thi triển pháp quyết gì, viên ngân cầu này liền tự động rung lên, lập tức lại bá một tiếng, giống như cát đắp thành băng tán ra. Sau khi quang điểm màu bạc sụp đổ không có tung ra khắp nơi, ngược lại đồng loạt bay về phía Lạc Hồng, vây quanh hắn 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Khoan hãy nói, trang diện này còn rất đẹp mắt. Lúc này, phàm là người tu tiên nhìn kỹ sẽ phát hiện những điểm sáng màu bạc này kỳ thật chính là từng con bọ cánh cứng nhỏ. Trên mặt chúng không có biểu tình, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm ứng được rõ ràng ý thân mật của chúng đối với Lạc Hồng. Nhưng mà, những con bọ cánh cứng màu bạc này cũng không coi Lạc Hồng là người thân. Chỉ thấy, Lạc Hồng lúc này lật tay lấy ra một khối linh thạch cao cấp, tiện tay ném lên bàn đá. Những con bọ cánh cứng màu bạc này liền nhao nhao bỏ rơi hắn, vây quanh khối linh thạch kia, điên cuồng gặm cắn. Đám côn trùng này, chỉ có hắn mới biết ăn, uổng phí kỳ vọng của ta, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội cho các ngươi xuất lực. Nhìn những con bọ cánh cứng màu bạc này, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu nói. Thì ra, những con bọ cánh cứng màu bạc này chính là năm đó Lạc Hồng từ chỗ đầu phá thiên thương vỡ thành hố sâu, ngẫu nhiên gặp được một loại linh trùng kỳ lạ dùng không gian linh lực làm thức ăn. Bởi vì năng lực đặc thù, sau khi Lạc Hồng mang chúng về là dự định bồi dưỡng theo chân linh, kỳ vọng có thể nói là cực lớn. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian dài, Lạc Hồng lại phát hiện ra những linh trùng này thiên tính cực kỳ nhát gan, ngoại trừ thời điểm ăn cơm, cũng chỉ dám ở trong hoàn cảnh giống với linh lực của bản thân. Nếu cưỡng ép bắt chúng ra, những con bọ cánh cứng màu bạc này sẽ điên cuồng dãy giụa,
ngay cả khu trùng thuật cũng không thể khống chế, quả thực là hai thái cực giống phệ kim trùng. Mà đối với thiên phú thần thông biến dị từ con trùng này, Lạc Hồng ngay từ đầu cũng có hiểu lầm. Mặc dù trùng này có thể cắn nuốt không gian linh lực, nhưng căn bản không thể sử dụng bất luận thần thông không gian nào. Nói trắng ra là, ngoại trừ ăn cái gì cũng không biết. Lúc trước sau khi phát hiện điểm này, Lạc Hồng huyết áp trực tiếp liền dâng lên, đem phòng đào tạo cửa đá đóng lại, mấy chục năm không có nhìn tới một chút. Cho đến trước khi chuẩn bị phi thăng, Lạc Hồng mới nhớ tới những con bọ cánh cứng màu bạc này. Kết quả mở cửa xem xét, những linh trùng này đã đói bụng điên cuồng vậy mà lại lần nữa phát sinh biến dị, từ không gian thuộc tính màu bạc ban đầu biến thành thuộc tính ngũ hành đủ mọi màu sắc. Sau khi nghiên cứu một chút, Lạc Hồng mới phát hiện ra loại thiên phú thần thông của linh trùng này chính là thích ứng sinh tồn. Nó chỉ cần cắn nuốt một lượng lớn linh lực, bản thân sẽ chuyển hóa thành loại linh lực này. Nghe rất lợi hại, nhưng vẫn không có tác dụng. Nhưng mà, trước khi Lạc Hồng phi thăng vẫn biến chúng trở về thuộc tính không gian, xem như dự bị phi thăng thất bại, rơi vào một chiêu chuẩn bị ở trong không gian phong bạo. May mà, những con bọ cánh cứng màu bạc này cuối cùng không có được đất dụng võ. Từ đó về sau, Lạc Hồng ngoại trừ thỉnh thoảng ném một chút linh tài không gian cho ăn, bình thường sẽ không nhớ tới chúng. Mãi đến cách đây không lâu, khi có được chứng âm giao trùng, hắn mới không khỏi nhớ tới đám chuột nhắt của mình. Ngay sau đó, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được, thần thông thiên phú của đám sâu này không phải là đang tiếp cận với thanh la quả sao. Vốn dĩ thanh la quả chỉ có một quả, Lạc Hồng còn chưa tiến hành nghiên cứu có tính hủy thương, tuy nhiên còn chưa đến mức làm hắn bó tay bó chân. Dù sao cùng lắm thì chờ Hàn lão ma đến, bảo hắn hỗ trợ trồng ra một đống, nhưng làm chậm tiến độ là khẳng định. Nhưng bây giờ có đám này đã sinh sản mấy đợt, số lượng gần vạn con sâu nhát gan, hai bên đối chiếu nghiên cứu, hiệu suất này sẽ cao lên một chút. Nghĩ đến giá trị của đề tài này, Lạc Hồng lập tức hướng mấy con bọ cánh cứng màu bạc trong đó vươn độc thủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1027, 20 năm sau. Tầng dưới cùng của Bạch Tháp, trong một dược điền bị cấm chế bao phủ, Trung Ly Họa đang đi giữa những gốc linh dược, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm những tên nô bộc đang kiếm linh dược này, hoàn toàn giống như là người trong nghề. Một lát sau, ngay khi nàng sụ mặt nghe một vị nô bộc báo cáo, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Lập tức, nàng liền bỏ lại tên nô bộc này, trên người linh quang chợt lóe, liền hướng cửa vào dược điền bỏ chạy đi. Sau mười mấy hơi thở, Trung Ly Họa liền ra khỏi dược điền, một bóng dáng có 8-9 phần giống nàng đã chờ ở đây. Thì ra, khí tức mà nàng cảm ứng được vừa rồi, chủ nhân trong đó chính là tỷ tỷ Trung Ly Thư của nàng. Tỷ tỷ, lần này thánh tử đại nhân chiêu ngươi đi làm gì? Có để ngươi thị tẩm không? Vừa mới gặp mặt, Trung Ly Họa liền kích động hỏi thăm. Nha đầu chết tiệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Thánh tử đại nhân bất quá là muốn ra ngoài, bảo ta đi qua bàn giao một ít chuyện mà thôi. Trung Ly Thư nghe vậy lập tức đỏ mặt, quang rực sau lưng không tự chủ được khẽ phe phẩy. Hừ, đều do tỷ tỷ trước đó tự chủ trương, nếu không ta đã sớm thành người của thánh tử đại nhân, tỷ tỷ phải bồi thường cho ta. Trung Ly Họa thấy thế lại càng vui cười quấn Trung Ly Thư lên, hai tay theo thói quen bắt đầu không quy củ. Ai nha, ngươi đừng nháo, ta chính là có chính sự đến bàn giao ngươi đấy. Thánh tử đại nhân bế quan 20 năm, lần này là lần đầu tiên hắn ra ngoài trong thời gian dài, sự vụ trong tháp đều phải do chúng ta quyết định, nhưng vạn lần không được qua loa. Trung Ly Thư tức giận đẩy bàn tay ngọc của muội muội ra, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, thánh tử đại nhân có nói là chuyện gì không? Nhắc tới chính sự, Trung Ly Họa cuối cùng cũng có chút chính hình, lập tức tò mò hỏi. Nha đầu ngươi thật sự quên mất mấy ngày nay, hiện giờ phi linh thịnh hội sắp tổ chức. Thánh tử đại nhân đương nhiên phải đi Cửu Việt cung nghe Cửu Việt Linh Hoàng giảng đạo. Nghe nói, thánh tử đại nhân lần này ngay cả cuộc so tài trong tộc cũng không tham gia, đã được an bài một danh ngạch, thật sự là quá lợi hại. Hai mắt Trung Ly Thư sáng lấp lánh nói, 300 năm một lần thịnh hội, một phi linh sư cấp thấp như ta làm sao mỗi ngày lại nhớ tới. Hơn nữa vừa nghĩ đã biết, loại thịnh hội này đối với những tu sĩ không đủ thiên tư như chúng ta mà nói, bất quá chỉ là một cơ hội giao dịch tốt một chút.
Nhưng tỷ muội chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thánh tử đại nhân phân phó, đại nhân tùy tiện ban thưởng một chút là có thể khiến chúng ta hưởng thụ vô cùng. Cho nên, ta thật đúng là không có hứng thú với thiên linh thịnh hội này. Trung Ly Họa vẫy tay ngọc, hào hứng nói một câu, sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ mơ ước lẩm bẩm. Nếu như trở thành thiếp thất của thánh tử đại nhân, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, đó mới thật sự là một chuyện tốt. Ha ha, được rồi, bây giờ còn không phải là lúc nằm mơ, đi với ta thay linh dịch tôi thể cho A tử đại nhân. Hắc Ngọc Thủy kia quá mức bá đạo, một mình ta không giải quyết được. Thấy bộ dáng mê trai của muội muội mình, Trung Ly Thư không khỏi gõ đầu nàng, khẽ cười nói. Nằm mơ gì chứ, tỷ tỷ cứ nói những lời như vậy, chờ một lúc ta sẽ đi mời A tử đại nhân nói tốt cho ta. Trung Ly Họa chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, thở phì phò đi theo. 3 tháng sau, trên đỉnh một tòa kiến trúc, trải rộng những ngọn núi khổng lồ, có vài chục con chim khổng lồ khác nhau đang dương cánh bay lượn. Chỉ thấy, trên lưng của bọn chúng đều có một hoặc là nhiều tên phi linh tộc nhân đang ngồi xếp bằng. Hiển nhiên là tu sĩ phi linh tộc không giỏi luyện chế linh bảo, đã đem những cự điểu này đào tạo thành linh chu để chạy đi. Vì che giấu tung tích, Lạc Hồng lúc này tự nhiên cũng ngồi xếp bằng ở trên một con chim khổng lồ màu lông xinh đẹp. Nhưng không đợi hắn tìm được nơi hạ xuống, một đạo linh khí ba động kịch liệt liền hấp dẫn lực chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường khổng lồ trong quần thể kiến trúc, đang có một con quái điểu sặc sỡ sau lưng mọc lên 4 cánh đang kịch liệt đấu pháp với một con kền kền bị Hoàng Phong bao vây. Thánh tử Giác Thiếu tộc và Hoàng Phong tộc, nhanh như vậy đã thăm dò lẫn nhau rồi. Lạc Hồng hóa thành bộ dáng giải nguyên lắc đầu, lúc này liền thu hồi ánh mắt. Sau một lát, Lạc Hồng khống chế cự điểu dưới thân rơi vào trên một tòa tháp cao bên ngoài. Lập tức, một vị phi linh sư của cửu Việt tộc tiến lên đón. Tiền bối là thánh tử Ngũ Quang tộc. Đúng vậy, đây là thiếp mời của giải mỗ. Từ trên người cự điểu nhảy xuống, Lạc Hồng lập tức ném ra một khối ngọc liễn nói. Tiền bối cuối cùng cũng tới, nửa ngày sau ngài sẽ đến trễ, như vậy ta và ngài sẽ rất phiền phức đấy. Vị thanh niên cửu Việt tộc này sau khi nghiệm qua ngọc liễn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói. Ồ, giải mỗ là người đến cuối cùng sao? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Đương nhiên, theo lý thuyết các chi thánh tử tiền bối đều phải đến từ 10 ngày trước, dù sao giữa các thánh tử tiền bối mới có cơ hội trao đổi với nhau. Mà tiền bối đến cuối cùng một ngày mới đến, chỉ có thể chờ ngày mai vào cửu Việt cung. Thanh niên tộc cửu Việt giống như có chút tiếc hận nói. Ha ha, không có việc gì, mang giải mỗ đi chỗ ở đi. Cảnh tượng vừa rồi xem ra, cái gọi là trao đổi chẳng qua chỉ là đấu pháp giữa tiểu hài tử, Lạc Hồng cũng không cảm thấy mình bỏ qua điều gì đáng tiếc. Huống chi, lúc trước thánh chủ Ngũ Quang tộc gọi hắn, nghiên cứu của hắn đối với thanh la quả đang ở một bước mấu chốt cuối cùng, tất nhiên là không thể nào gián đoạn xuất quan. Được, vãn bối sẽ dẫn đường cho tiền bối. Thanh niên cửu Việt tộc nghe vậy hành lễ một cái, sau đó liền xoay người bay lên. Nhưng mà, dường như đi tới chỗ ở cần phải đi qua quảng trường khổng lồ kia, cho nên không lâu sau, Lạc Hồng lại gặp được 2 gã thánh tử phi linh tộc đấu pháp lúc trước. Vừa rồi bọn họ cũng đã thi triển thần thông biến hóa của bổn tộc, trước mắt tất nhiên là đã sắp phân ra thắng bại. Con kền kền khổng lồ do thánh tử Hoàng Phong tộc biến thành lúc này đang liều mạng huy động 2 cánh. Bao phủ cả quảng trường vào bên trong bản mệnh linh phong cực kỳ cuồng mãnh, thổi cho con quái điểu sặc sỡ kia lung lay sắp đổ, linh quang trên người cũng tắt. Hiển nhiên, cỗ Hoàng Phong này mặc dù không sắc bén, cũng không đam cốt, nhưng có thể áp chế pháp lực của đối phương, khiến cho nó không cách nào ly thể. Dưới tình huống đối thủ không cách nào thi triển thần thông thuận lợi, dù cho lực sát thương của bản thân Hoàng Phong không đủ, cũng có thể chậm rãi mài chết đối thủ. Nhưng tu sĩ cùng là thánh tử Giác Thiếu tộc há lại là thế hệ hời hợt, Lạc Hồng vừa đến phụ cận, liền thấy 2 cánh kền kền dừng một chút, rõ ràng là bộ dáng không còn sức lực. Giác Thiếu tộc thánh tử lập tức nắm lấy cơ hội, 4 cái lông cánh đồng thời rung lên, thân hình tại một mảnh linh quang trong huyễn hóa thành một cái chuông cổ xưa màu vàng. Không tốt! Nhìn thấy một màn này, đa số người xung quanh quảng trường quan chiến cả kinh, lập tức bay lui ra hơn 100 trượng. Khoảnh khắc sau, chiếc chuông vàng kia nhẹ nhàng rung lên, một tiếng chuông nặng nề phát ra. Tiếng chuông này vậy mà xuyên thấu đại trận quay xung quanh quảng trường, khiến cho đầu óc tất cả mọi người nghe thấy đều ong ong một tiếng, trước mắt xuất hiện một chút bóng chồng. Mà thánh tử Hoàng Phong tộc đứng mũi chịu sào lại càng không tốt, lập tức từ không trung ngã quỵ xuống,
biến thành một nam tử mặc hoàng bào. Lúc này, thánh tử Hoàng Phong tộc đồng hành từ bên cạnh quảng trường phi độn ra, tiếp được nó liền lập tức cho nó ăn một viên đan dược. Về phần Hoàng Trung kia, thì nhoáng một cái biến thành một gã tạo bào thanh niên, mặt mang vẻ kiêu ngạo chắp tay nói đa tạ. Thiên Trung Hàng Ma, ha ha, so với Lạc Trần Ma Âm mà ta dạy cho A Tử kém hơn nhiều. Sau khi thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng không khỏi bình phán một câu trong lòng. 20 năm qua, hắn cũng không phải tất cả đều đang nghiên cứu Thanh La Quả, trong lúc đó còn dành thời gian tiêu hóa Mê Tung Lâm trận đồ do chân nhân lưu lại. Trương khí khiến người ta khắc sâu ấn tượng kia nói nhỏ, mặc dù Lạc Hồng không cách nào tu luyện, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vô cùng thích hợp với A Tử. Bởi vì người tu tiên chúng chiêu sẽ ngưng kết pháp lực, trong thời gian ngắn biến trở về phàm nhân. Cho nên Lạc Hồng đặt tên cho nó là Lạc Trần, tin tưởng ngày sau sẽ cho không ít tu sĩ cùng hắn kinh hỉ. Có đạo hữu nào muốn luận bàn với Phan Mỗ một phen không? Sau khi chiến thắng, thanh niên áo bào đen cũng không có đi xuống khôi phục pháp lực, mà lại trực tiếp hướng các thánh tử phi linh tộc còn lại ở xung quanh quan chiến mời chiến. Nhưng mà, thần thông Thiên Trung Hàng Ma mà hắn vừa mới lộ ra, ở trong phi linh tộc tựa hồ uy danh khá lớn, lại làm cho đa số thánh tử đều tự than không bằng. Mà những tinh anh các tộc kia cũng không muốn vô duyên vô cớ bại lộ thủ đoạn của mình trước khi thí luyện địa uyên, cho nên cũng không có một lời mời nào. Hắc hắc, chư vị chẳng lẽ sợ? Vậy đừng trách Phan Mỗ điểm danh. Bên kia vị sư đệ ngũ quang tộc kia, ngươi nhìn thấy lạ mặt như vậy, hẳn là hôm nay mới đến Chớ Linh Phong. Này, cũng dám cùng Phan Mỗ luận bàn một chút. Thanh niên họ Phan chẳng biết tại sao lại hiếu chiến dị thường, nhìn lướt qua trong đám người, liền nhìn chằm chằm vào giải nguyên trước đây chưa từng thấy qua, khiêu khích tại chỗ. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không vì hai câu nói của hắn mà nổi giận, không khôn ngoan động thủ với đối phương. Nhưng lập tức, hắn lại dừng bước, cau mày lộ ra vẻ bất mãn. Không có cách nào, Lạc Hồng đúng là sẽ không chịu khiêu khích này, nhưng hắn đóng vai giải nguyên là nhịn không được. Đúng lúc này, một thanh âm ôn nhuận đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Phan sư huynh, ngươi quá thất lễ, giải sư đệ đường xa tới đây, nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này ngươi khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn? Nương theo tiếng nói, một vị thanh niên áo vàng phi độn lên, nhìn ngân dực sau lưng gã, chính là thánh tử Thiên Bằng tộc. Ha ha, bạch sư đệ sao lại nói như vậy, Phan Mỗ chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Thôi được, ngày mai chính là ngày vào cung, Phan Mỗ cũng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, cáo tử. Thấy rõ người tới, trên mặt thanh niên họ Phan hiện lên vẻ khác lạ, ngay sau đó liền khẽ cười một tiếng cáo tử, bay ra quảng trường. Thấy không còn náo nhiệt để xem, các thánh tử còn lại cũng đều tự tản đi. Mà thanh niên áo vàng kia lại không nhanh không chậm độn đến trước mặt Lạc Hồng. Giải sư đệ, tại hạ Bạch Hạo, chính là Thiên Bằng tộc thánh tử. Đa tạ bạch sư huynh thay ta giải vây, ta vừa tới Quỷ Linh Phong, đúng là không có hứng luận bàn cùng người khác. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ, có chút nghi hoặc nhìn đối phương nói. Ha ha, giải sư đệ không cần khách khí, hai tộc chúng ta xưa nay giao hảo, thấy đối phương có phiền phức, tự nhiên ra tay tương trợ. Dường như nhìn ra nghi ngờ của Lạc Hồng, Bạch Hạo lập tức giải thích. Bạch sư huynh nói không sai, nhưng một khi đã giải được ân tình này thì vẫn phải nhớ kỹ. Ngày sau gặp lại, giải mỗ nhất định mời ngươi uống một phen. Lạc Hồng cười gật đầu nói. Bạch Hạo nghe vậy vẻ mặt mừng rỡ, cũng không dây dưa nhiều, lập tức chắp tay cáo từ. Là ảo giác sao? Sao lại có cảm giác không đúng? Nhìn bóng lưng Bạch Hạo rời đi, Lạc Hồng hai mắt híp lại oán thầm nói. Hồi tưởng lại một lần vẫn không tìm ra vấn đề, Lạc Hồng cũng không rối rắm nữa, tiếp tục đi theo thanh niên cửu Việt tộc kia tiến về chỗ ở. Không bao lâu, Lạc Hồng liền được đưa tới trước một tòa lầu các, còn chưa vào cửa đã gặp được Yến Linh đang từ bên ngoài trở về. Thánh tử cùng chi đều ở chung trong một lầu các, cho nên Lạc Hồng lập tức không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, ánh mắt Yến Linh nhìn hắn lại cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới nói, ngươi vậy mà thật sự tiến giai phi linh tướng cao giai, có thể buông tha Khổng sư huynh hay không? Mặc dù lời này của nàng nói ra không hiểu thấu, nhưng Lạc Hồng vẫn là thoáng cái hiểu được ý tứ của nàng. Hiển nhiên Khổng Đạo Vinh vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù hắn, 20 năm yên tĩnh chỉ là đêm trước cơn bão táp. Mà Yến Linh này rõ ràng không có bao nhiêu lòng tin đối với Khổng Đạo Vinh, thậm chí lo lắng đối phương sẽ bởi vì xung đột bộc phát mà vẫn lạc ở dưới tay hắn. Dù sao,
Sau khi Giải Nguyên nhận được tài nguyên trong tộc, tốc độ tăng lên tu vi thật đáng sợ. 5 năm trước, khi cuộc so tài trùng định vị trí thánh tử, cũng đã truyền ra tin tức hắn đột phá, thế cho nên hắn không tự mình tham dự trận so tài kia, đều đạt được vị trí thứ hai. Trước mắt cảm ứng được khí tức của Giải Nguyên, Yến Linh lập tức vứt bỏ tất cả ảo tưởng. Giải Mỗ đã sớm tha thứ Khổng sư huynh, Yến sư tỷ không cần phải lo lắng. Lạc Hồng thản nhiên trả lời, cũng không có nói cho nàng biết, những năm này hắn kỳ thật cũng không có nghiêm chỉnh tu luyện qua mấy lần, lại như cũ thành công đột phá hóa thần hậu kỳ. Ôi! Yến Linh thở dài một tiếng, xoay người trốn vào lầu các. Nàng rất rõ ràng, bây giờ mâu thuẫn giữa Giải Nguyên cùng Khổng sư huynh không ở chỗ cái trước tha thứ cái sau, mà ngược lại, nhưng nàng hiển nhiên không cách nào khuyên can Khổng Đạo Vinh. Sau đó, Lạc Hồng ở trong lầu các nhất gặp được tất cả ngũ quang thánh tử. Tào Thư bởi vì đánh bại Khổng Đạo Vinh ở trong cuộc so tài nhỏ, cho nên trở thành đệ nhất nhân trên danh nghĩa, lập tức cũng ở trong lầu các. Trong 3 người còn lại, ngoại trừ Khổng Đạo Vinh xếp thứ 3 và Yến Linh xếp thứ 5 ra, còn có một thanh niên thánh tử thân hình hơi tròn. Tên của hắn là Tào Nghị, thực lực mạnh hơn Yến Linh một chút, xếp hạng thứ 4. Dựa vào dòng họ mà xem, Lạc Hồng liền biết Tào Thư và Tào Nghị nhất định là tới cùng một gia tộc. Cũng khó trách lúc trước Khổng Đạo Vinh muốn tranh thủ một cái danh ngạch cho Trung Ly Việt, hiển nhiên là muốn vượt qua Tào Thư một bậc. Nhưng bây giờ dị quân Giải Nguyên đột nhiên nổi lên, đem cục diện hai cường ngũ quang thánh tử đương đại tranh chấp, thoáng cái biến thành thế chân vạc. Hơn nữa một chân Giải Nguyên này cho dù chỉ có một mình hắn, lại làm cho hai chân kia kiêng kỵ không thôi. Cửu Việt Cung sắp mở ra, mọi người cũng không có tinh lực dư thừa nghĩ gì khác. Sau khi gặp qua đơn giản, Lạc Hồng liền trở về phòng của mình. Bất quá, đêm nay cũng không phải mỗi một góc đều bình tĩnh như vậy. Lúc này, ở trong lầu các của Thiên Bằng tộc, Bạch Hạo kia không ở trong phòng hảo hảo đợi, lại đi tới chỗ ở của thánh chủ bản tộc. Tình huống như thế nào rồi? Bẩm thánh chủ, vãn bối đã thành công tiếp xúc với người kia, không biết kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Hạo khom người bẩm báo. Chương 1028, Cửu Việt Cung. Người này tính tình cẩn thận, ngươi trước tiên giao hảo với hắn, sau này muốn làm gì, bản tọa sẽ đi thông báo khác. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được làm chuyện dư thừa, nếu không sẽ có vấn đề, thánh tử ngươi cũng nên làm đến cùng. Nghe được câu trả lời khẳng định của Bạch Hạo, trong mắt Thiên Bằng thánh chủ cũng hiện lên một tia may mắn, lúc này thần sắc ngưng trọng mà nhắc nhở. Vâng, vãn bối tuyệt đối ghi nhớ trong lòng. Bạch Hạo tất nhiên là không dám phản bác, vội vàng đáp ứng. Ừm, đi xuống đi. Thiên Bằng thánh tử khẽ gật đầu, phất tay tiễn khách nói. Bạch Hạo nghe vậy lại thi lễ, sau đó lui ra cửa phòng, đi về phòng của mình. Vừa tới cửa phòng, liền thấy hai gã Thiên Bằng thánh tử khác đồng hành cùng hắn chờ ở đây. Thiên Bằng tộc gần đây càng ngày càng không được, trong 300 năm qua, có tư cách trở thành thánh tử cũng chỉ có 3 người bọn họ. Đối với 3 người bọn Trung Ly Việt mà nói, danh ngạch còn muốn tranh đoạt chỉ là vật trong túi. Bạch sư huynh, thánh chủ đại nhân nói như thế nào, kế tiếp chúng ta phải đối phó với Giải Nguyên kia như thế nào đây? Nhìn thấy Bạch Hạo trở về, nữ tử áo trắng trong 2 người lập tức hỏi. Lôi sư muội, thánh chủ đại nhân chỉ là muốn chúng ta cùng bọn họ giao hảo một cách tự nhiên, cũng không có nhiệm vụ gì, ngươi cũng đừng quá hưng phấn. Bạch Hạo có chút không yên lòng nhìn đối phương nói. Bạch sư huynh, người này chẳng qua là xếp hạng thứ 2 trong ngũ quang thánh tử, vì sao thánh chủ đại nhân lại coi trọng như thế? Hắn đến tột cùng là có chỗ đặc thù gì? Một vị Thiên Bằng thánh tử khác oán trách nói. Dù sao, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn trông coi Giải Nguyên, hắn đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên có chút không phục. Yến sư đệ, mặc kệ Giải Nguyên kia có đặc thù gì, chúng ta đều phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thánh chủ đại nhân giao phó. Chớ quên, tình cảnh hiện tại của tộc ta vô cùng không ổn, chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Bạch Hạo nghe ra trạng thái của Yến Minh không đúng, nghiêm mặt, khiển trách. Vâng, Bạch sư huynh. Yến Minh chỉ là phi linh tướng trung giai, tất nhiên là không dám chống đối Bạch Hạo thân là cao giai phi linh tướng, lập tức cúi đầu chắp tay nhận sai. Ừm, vừa lúc các ngươi đều tới, vậy chúng ta cùng nhau thương nghị kế hoạch ngày mai, đều vào đi. Bạch Hạo hài lòng gật gật đầu, liền thu lại cấm chế ở cửa phòng, mời 2 người Lôi Kiểu vào trong phòng. Ngày mai, chúng ta sẽ đi theo thánh chủ đại nhân cùng tiến vào Cửu Việt Cung, lắng nghe Cửu Việt Linh Hoàng giảng đạo.
Nhưng các ngươi cũng biết, Cửu Việt Linh Hoàng chủ yếu giảng đạo cho các chi thánh chủ, cho dù chúng ta toàn lực nghe, cũng khó có thể lĩnh hội được. Cho nên, chúng ta thay vì nghe đạo pháp thâm thúy kia, còn không bằng trực tiếp rơi vào Cửu Việt Thánh vực tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó, ba người chúng ta cùng nhau thi triển loạn linh thuật để cho cấm chế truyền tống chúng ta cùng nhau đi. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể rơi vào chỗ cách nhau không xa, có thể lập tức kết bạn hành động. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, Bạch Hạo Cương vừa ngồi xuống, liền nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Bạch Sư Huynh, ta nghe nói ngồi trong điện càng lâu, sẽ càng bị truyền tống đến khu vực gần trung tâm thánh vực. Chúng ta vừa lên đã chủ động rơi vào thánh vực, có phải sẽ phản tác dụng? Lôi Giảo khẽ nhíu mày, đưa ra nghi vấn nói. Ha ha, còn nhớ lần đại trưởng lão giảng đạo trước khi chúng ta đi không? Nghe nói vậy, Bạch Hạo cũng nhẹ nhàng cười, hỏi lại Lôi Kiểu một câu. Đương nhiên, lúc này mới có mấy ngày, ta tất nhiên nhớ rõ. Lôi Kiểu không chút nghĩ ngợi đáp lại. Vậy hai người các ngươi nói xem, bản thân đã lĩnh hội được mấy phần? Bạch Hạo cười nói. Ách, sư đệ bất tài, đại trưởng lão nói quá thâm ảo, nhưng một thành cũng không lĩnh ngộ. Yến Minh lộ ra vẻ mặt lúng túng nói. Hắc hắc, ta ngược lại tìm hiểu một thành. Lôi Kiểu nhất thời có chút kiêu ngạo nói. Đại trưởng lão chỉ là phi linh vương cao giai, giảng đạo thâm ảo khó hiểu như vậy, Cửu Việt Linh Hoàng giảng đạo sẽ chỉ càng sâu hơn thế này thôi. Đến lúc đó đừng nói một thành, chính là có thể tham ngộ ba phần, các ngươi cũng đủ tự ngạo. Mà nếu muốn bị cấm chế truyền tống đến khu vực trung tâm của thánh vực, nhất định phải thật sự có chỗ lĩnh hội, ngồi không có nửa điểm tác dụng. Dù sao, có thể truyền tống tới trung tâm thánh vực vốn là Cửu Việt Linh Hoàng ban thưởng cho vãn bối có ngộ tính tuyệt hảo, không có khả năng dễ dàng để cho người ta chui chỗ trống. Thấy hỏa hầu đủ rồi, Bạch Hạo lập tức nói ra bí mật ít người biết này. Ta nói này, khó trách đại trưởng lão lại giảng đạo trước khi chúng ta xuất phát, hóa ra là muốn chúng ta hiểu rõ sức mạnh của mình. Lôi Kiểu lập tức lộ vẻ bừng tỉnh, dứt lời liền chắp tay nói với Bạch Hạo, đã như thế, ta đây liền nghe theo Bạch Sư Huynh an bài, ngay từ đầu giảng đạo, liền thi triển loạn linh thuật. Sư đệ cũng giống như vậy, Yến Minh nghe vậy nói. Rất tốt, chuyến này thu hoạch rất trọng yếu, ba người chúng ta chỉ cần chung sức hợp tác, đợi đến địa uyên thí luyện 80 năm sau, nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Hạo nghe vậy mừng rỡ, sau đó liền cùng hai người thương nghị chi tiết. Rất nhanh, bảy vầng trăng trên bầu trời bắt đầu chuyển sang mặt trời, ánh bình minh dần dần đâm thủng bóng tối. Lúc xuất hiện tháng tư tam dương, trên chiếc linh phong đột nhiên vang lên từng đợt thanh âm chuông ngân. Lập tức từng tòa lầu các cánh cửa đồng thời bị người đẩy ra, mấy trăm đạo độn quang bay lên bầu trời, cùng lúc khom mình hành lễ về hướng bắc, cung nghênh Cửu Việt Linh Hoàng. Theo tiếng kêu trên núi, từng vòng sáng màu đen đột nhiên từ trong hư không hiện ra, lập tức một vòng ô quang nhiếp hồn người từ trong đó bộc phát ra, truyền ra tiếng vang như vạn mã bôn đằng ầm. Lúc này, thiên địa này xuất hiện linh áp kinh người, ngay cả Lạc Hồng cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, thánh tử phi linh tộc còn lại thì càng không cần phải nói. Bất quá, cho dù trán đổ mồ hôi, thân thể khẽ run, mọi người cũng đều nỗ lực kiên trì, không dám có nửa điểm thất lễ. Rất nhanh, ánh sáng đen vốn chỉ có mấy trượng, kia đã bành trướng đến mức che đậy cả bầu trời. May mà linh áp vẫn chưa tăng trưởng, nếu không các vị thánh tử ở đây không chỉ là khó chịu đơn giản như vậy. Sau một khắc, trên bầu trời ô quang mãnh liệt thu lại, lộ ra một tòa cung điện lơ lửng vô cùng to lớn. Tòa cung điện này giống như được xây toàn thân bằng mạc ngọc, cho nên đen đến mức cực kỳ sáng bóng. Ngoài ra, trên tường cung tràn đầy phù văn màu bạc lưu chuyển, nhìn kỹ sẽ phát hiện những phù văn màu bạc này quanh co gần sát. Hễ ai nhìn lâu thêm hai mắt sẽ lập tức cảm thấy đau đớn choáng váng, nguyên thần đau đớn. Không có bất kỳ báo hiệu nào, một đạo hào quang màu đen đột nhiên từ cửa cung điện cuốn ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Thậm chí không cảm ứng được dao động không gian, Lạc Hồng liền phát hiện mình đi tới một tòa đại điện tràn ngập trang trí dị vực. Trong đại điện là một tòa kiến trúc tương tự kim tự tháp, khác biệt chính là tòa kim tự tháp này chính là màu đen nhánh. Đỉnh cao nhất bao phủ ở trong một đoàn ô quang, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta có loại dị cảm thần hồn sắp bị xé nứt. Lại là một cái 300 năm, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, các chi thánh chủ đều đến Hắc Cốt Phong của bổn tọa, có thể leo cao bao nhiêu cũng tính là bản lĩnh của các ngươi. Về phần những tiểu tử các ngươi, tùy tiện tìm chỗ ngồi đi,
dù sao không cần một ngày cũng sẽ đi được sạch sẽ. Khác với Cửu Việt lão tổ lộ ra khí tức hung hãn bá đạo, khiến người ta không thể nhìn thẳng, lúc hắn nói chuyện lộ ra vẻ vô cùng lười biếng, phảng phất như vừa mới tỉnh ngủ. Mà hắn vừa dứt lời, các chi thánh chủ liền bỏ lại thánh tử nhà mình, phi độn về phía Hắc Cốt Phong. Chỉ thấy, bay ở đằng trước chính là U Thủy tộc thánh chủ, nhưng mà hắn vừa đặt chân tầng thứ nhất kim tự tháp màu đen kia, thân thể liền nhanh chóng suy bại. Lộ ra bên ngoài làn da nhanh chóng chốc ra nước chảy, tóc càng là mắt thường có thể thấy được từ đen chuyển trắng, sợ tới mức hắn vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản. Cũng may, sau khi toàn lực sử dụng pháp lực trấn áp, dị biến trên người hắn lại dần dần khôi phục, cái này nhất thời làm hắn thở dài một hơi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lần nữa, nhìn về phía tầng thứ hai, lại lộ ra vẻ chần chừ. Sau khi cân nhắc một hồi, vị thánh chủ U Thủy tộc này vẫn lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, cũng không thử leo lên. Các thánh chủ khác thấy thế cũng không cười nhạo hắn, bởi vì sau khi bọn họ bước lên tầng thứ nhất, sắc mặt đều trầm xuống. Chỉ có điều có vết xe đổ U Thủy tộc thánh chủ này cũng không có xấu mặt mà thôi. Trong phi linh tộc thế lực cường đại tổng cộng có 72 chi, lúc này trừ 12 chủ chi ra tất cả thánh chủ đều dừng bước tại tầng thứ nhất. Mà trong 12 chủ chi, thánh chủ thiên bằng tộc ở lúc đăng tầng thứ hai rõ ràng có chút miễn cưỡng, nhưng hắn chẳng biết tại sao vẫn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Trong 72 vị thánh chủ ở đây, chỉ có vị tộc Cửu Việt kia cùng Ngao Luật có 6-7 phần giống nhau đi lên tầng thứ ba. Một màn thánh chủ đăng phong này tự nhiên bị một đám thánh tử nhìn ở trong mắt. Nhất thời các thánh tử đến từ chủ chi đều ưỡn ngực lên cùng vinh quang, mà trong mắt thánh tử còn lại thì nhiều chút kinh sợ. Mà trong hơn 300 vị thánh tử ở đây, chỉ có Lạc Hồng là cảm thấy hứng thú đối với bản thân Hắc Cốt Phong. Dùng sát khí khống chế tử vong pháp tắc, vị Cửu Việt linh hoàng này chẳng lẽ tu luyện công pháp có liên quan đến sát khí? Ý niệm chuyển động, Cửu Việt linh hoàng trên đỉnh Hắc Cốt Phong đã tuyên bố bắt đầu giảng đạo, một đoạn kinh văn ý vị không rõ từ trong miệng không nhanh không chậm nói ra. Lạc Hồng vừa nghe liền cảm giác như sương như mộng, vừa nhìn không rõ, cũng không chạm vào được, có chút huyền diệu thâm ảo. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy một phần ngộ đạo trà dùng, bên cạnh đột nhiên không ngừng truyền đến linh lực ba động. Lạc Hồng đảo mắt qua, liền thấy có rất nhiều thánh tử xúc động cấm chế trong đại điện, thân hình chìm vào mặt đất, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không kinh ngạc, trên mặt chỉ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi đến, Ngũ Quang tộc và Ngư Điếm chủ đã nói cho hắn biết tất cả tình huống liên quan tới Phi Linh Thịnh Hội. Cấm chế trong đại điện thật ra là một cơ chế bảo hộ, dù sao đối với Phi Linh tướng bọn họ mà nói. Nghe giảng đạo cấp bậc Phi Linh Hoàng vẫn quá mức miễn cưỡng, nhất là dưới tình huống vị Phi Linh Hoàng này chủ yếu là giảng đạo cho một đám Phi Linh soái. Cho nên, vì để tránh cho Phi Linh Thánh Tử trong đại điện bị rối loạn đạo tâm, một khi có người xuất hiện tình huống pháp lực hỗn loạn, cấm chế sẽ truyền tống hắn đến Cửu Việt Thánh Vực. Bất quá, giảng đạo chính là giảng đạo, cũng không phải đấu pháp, liền mấy hơi đều kiên trì không được, nhưng mà quá bất hợp lý. Khá lắm, những người này cũng đủ lòng tham, không tiếc trực tiếp nộp bạch quyển, cũng phải sớm mấy canh giờ tiến vào Cửu Việt Thánh Vực, thật là lợi hại. Cửu Việt Thánh Vực kỳ thật chính là một tòa dược viên do tộc Cửu Việt truyền thừa từ thời thượng cổ. Do phi linh hoàng của mỗi đời tộc Cửu Việt quản lý, trong đó thậm chí có một ít linh dược đã tuyệt tích ở bên ngoài, tuyệt không hổ danh là thánh vực. Cho nên, Lạc Hồng rất nhanh liền lộ ra vẻ bừng tỉnh, hiểu được ý nghĩ của những thánh tử vừa mới bắt đầu giảng đạo kia. Lạc Hồng đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú với linh địa Cửu Việt Thánh Vực này, dù sao nếu có thu hoạch trong đó, hắn ít nhất cũng có thể bớt đi trăm năm khổ tu. Nhưng mà, giá trị trăm năm khổ tu ở trong mắt Lạc Hồng còn kém xa một vị đại thừa cảnh giảng đạo. Những thánh tử chủ động rơi vào Cửu Việt Thánh Vực có lẽ đều không ý thức được, đây rất có thể là cơ hội duy nhất trong kiếp này của bọn họ để tiếp xúc với Phi Linh Hoàng. Bọn họ cứ thế từ bỏ. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, lúc này không phân tâm nữa, nuốt trà ngộ đạo vào, nhắm hai mắt lại, chuyên tâm tìm hiểu kinh văn mà Cửu Việt Linh Hoàng đọc. Không hổ là người mà tiểu muội coi trọng, quả nhiên so với những gia hỏa ánh mắt thiển cận kia mạnh hơn rất nhiều, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một bên khác, Ngao Luật cũng ở trong đại điện một mực chú ý Lạc Hồng, thấy gã lộ vẻ khinh thường những thánh tử rời sân kia, không khỏi nhẹ gật đầu, âm thầm nổi lên lòng hiếu thắng. Đáng nhắc tới chính là, tất cả thánh tử trong 12 chủ chi xếp hạng hàng đầu đều không có tập thể buông tha, thậm chí âm thầm quan sát đối thủ, bắt đầu phân cao thấp.
Ở ngũ quang tộc này ngoại trừ Lạc Hồng ra, cũng chỉ có Tào Thư ở lại, ở trong tộc quần thực lực tương đương với ngũ quang tộc, đã là phi thường không tệ. Rất nhanh, tốt nhất là 12 canh giờ đầu đã qua, lưu lại trong các vị thánh tử, dần dần có người khí tức xuất hiện tình huống bất ổn. Khi thánh tử đầu tiên không kiên trì nổi, bị cấm chế đưa vào Cửu Việt thánh vực xuất hiện, lập tức lại lục tục bị đưa đi mấy vị. Cũng không lâu lắm, thánh tử trong đại điện liền trở nên thưa thớt, đếm qua một chút đã là số lượng 10 ngón tay. Trong đó còn có 3 vị là thánh tử của Cửu Việt tộc, cho nên những thánh tử khác lưu lại trên cơ bản đều là hình đơn ảnh, chỉ có ngũ quang tộc còn lại 2 người. Hiển nhiên, Tào Thư có thể trở thành đệ nhất trong ngũ quang thánh tử đương đại, cũng là người có bản lĩnh thật sự. Nhưng mà, hiện tại nàng cũng dần dần đến cực hạn, kinh văn bên tai trở nên càng ngày càng mơ hồ, ý niệm cũng bắt đầu không cách nào tập trung lại được. Lúc này, Tào Thư theo bản năng nhìn về phía Giải Nguyên, muốn so sánh tình huống của hắn một chút. Dù sao, trong tộc có không ít người nói nàng là người đầu tiên tồn tại lượng nước, sau khi cùng Giải Nguyên phân ra thắng bại, mới có thể hàng thật giá thật. Dù nàng biết đây là người ghen ghét mình đang âm dương quái khí, nghe nhiều, cũng không khỏi sinh ra ý niệm cùng Giải Nguyên tỉ thí một phen. Nhưng mà, lập tức nhìn thấy một màn lại làm cho nàng chấn kinh không hiểu, một chút mất đi lòng tranh chấp. Chỉ thấy, Giải Nguyên ngồi xếp bằng tại chỗ, sát khí quanh thân ngưng thực như nước đen đang không ngừng quay cuồng. Chỉ nhìn thoáng qua, Tào Thư liền cảm thấy cỗ sát khí này thật sự là kinh văn gián sát bên tai, hiển nhiên đối phương đã hiểu ra. Tâm thần thất thủ, Tào Thư lập tức không khống chế được pháp lực trong cơ thể, thân thể mềm mại lập tức chìm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1029, Luận Đạo. So sánh với tu sĩ hóa thần bình thường mà nói, Lạc Hồng đối với pháp tắc lĩnh ngộ không thể nghi ngờ là cao hơn rất nhiều, thậm chí ở một ít lĩnh vực đặc biệt, tồn tại cấp bậc hợp thể cũng kém hắn một bậc. Bất quá, tu tiên truyền thống chính là tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, giảng là một loại linh giác huyền diệu khó giải thích, mà tu tiên khoa học lại thăm dò quy luật tầng dưới chót của thế giới bằng con số và tính toán. Hai người chênh lệch khá lớn, ít nhất đổi thành Lạc Hồng ở bên trên giảng đạo, hắn tuyệt đối sẽ không ngâm tụng một chút kinh văn không rõ ý nghĩa. Cho nên, Lạc Hồng ngay từ đầu kỳ thật cũng không mạnh hơn đám người Tào Thư bao nhiêu, tìm hiểu cực kỳ vất vả. Cũng may, hắn thông qua thần thông Hắc Cốt Phong phỏng đoán ra con đường Cửu Việt Linh Hoàng tu luyện, lại có ngộ đạo trà tăng lên linh giác cùng nguyên thần toán lực. Rốt cục sau hơn 10 canh giờ, tìm được điểm cắt vào, thành công chạm đến pháp tắc sát khí của Cửu Việt Linh Hoàng. Lúc này, không cần Lạc Hồng khống chế sát khí trên người hắn liền tự động hiện ra, bắt đầu vận chuyển theo một loại vận luật huyền diệu. Dưới tình huống bình thường, Lạc Hồng lúc này hẳn là tiến vào một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Linh trí hoàn toàn chìm vào trong giảng đạo của Cửu Việt Linh Hoàng, giống như chìm vào một dòng sông lớn nước chảy bèo trôi, mất đi cảm giác đối với thời gian. Nhưng mà trên thực tế, giờ phút này Lạc Hồng vẫn duy trì một tia thanh minh, cố gắng khống chế tuyệt đại bộ phận sát khí ẩn vào trong thân thể, không để lộ ra ngoài. Nếu không, bằng sát khí ngập trời trên người hắn, tất nhiên sẽ để lộ thân phận của hắn. Thì ra cái gọi là đại năng tu tiên truyền thống giảng đạo, kinh văn trong miệng hắn chỉ là biểu tượng, ý cảnh pháp tắc sau lưng mới là mấu chốt. Lần này Lạc Hồng cũng là lần đầu tiên nghe tồn tại cấp bậc đại thừa giảng đạo, trong lòng không khỏi có điều hiểu ra mà cảm thán nói. Giảng đạo, thật ra chính là đại năng giả đem đạo mà bản thân tu, cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc bày ra ở trước mặt mọi người. Loại bày ra không thể nhìn, không thể nghe, chỉ có linh giác đặc biệt của người tu tiên mới có thể cảm ứng được. Nói trắng ra là hai bên đều thả lỏng tinh thần, trực tiếp tiến hành trao đổi về mặt linh giác. Chỉ có như vậy mới có thể câu thông pháp tắc huyền diệu khó giải thích. Mà muốn đạt thành loại giao lưu này cũng không dễ dàng, tiền đề là hai bên phải cùng một cấp độ mới được, trong giảng đạo tự nhiên là người nghe chủ động tới gần giảng đạo. Hơn nữa, cấp độ này vẫn là không ngừng thay đổi, tuy người giảng đạo sẽ tiến hành cố ý dẫn đạo, nhưng đa số thời điểm người nghe giảng đều sẽ thoát ly cấp độ này, như vậy phải đồng bộ một lần nữa. Không hề nghi ngờ, năng lực đồng bộ này của tu tiên giả chính là lắng nghe ngộ tính lúc giảng đạo. Nếu như so sánh, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức tạo ra một con sông pháp tắc nhìn không thấy sờ không được, một đám thánh chủ cùng Lạc Hồng đều là người ở xa xa. Bọn họ lần theo tiếng nước,
Song tìm kiếm dòng sông, sau khi tìm được thì thả người nhảy vào trong đó, bị nước sông mang đi. Phiền phức chính là con sông này không những không bình tĩnh, ngược lại thật sự chảy xiết, mọi người chìm ở trong nước linh trí mông muội, một khi gặp được góc rẽ, sẽ bị ném ra sông, lập tức chợt tỉnh dậy. Nhưng luôn có một số người đặc biệt có thể nhiều lần vượt qua nguy cơ, thời gian dài thậm chí vẫn luôn ở lại trong dòng sông. Đây cũng không phải là vận khí cho phép, mà là loại người này đối với pháp tắc trong dòng sông này cực kỳ thích hợp, có thể ở trước một khắc dòng sông rẽ ngoặt chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác, chỉ có người ngộ tính và thích hợp tuyệt hảo mới có thể có điều ngộ ra trong một hồi giảng đạo. Những thánh chủ kia bị ô quang bao phủ thấy không rõ lắm, bất quá ở trong thánh tử lưu lại, ngao luật rõ ràng là biểu hiện tốt nhất. Sau khi hắn tiến vào trạng thái, trên cơ bản vẫn ở trong sông. Nhưng mà, tình huống của Lạc Hồng cũng có sự khác biệt, hắn không phải trôi nổi trong sông, mà là bơi lung tung trên sông. Thậm chí, hắn còn ngại không đủ nhanh nên muốn tạo một chiếc thuyền để đi ra. Xuất hiện loại tình huống này không phải bởi vì hắn so với người khác mạnh hơn rất nhiều, mà là bởi vì nhận thức sai biệt cực lớn. Linh giác của hắn thủy chung cùng ý cảnh huyền diệu bao phủ trong đại điện lúc này tồn tại một tia ngăn cách. Điều này làm cho hắn duy trì một tia thanh minh, không có hoàn toàn đắm chìm vào trong pháp tắc chi đạo bàng bạc của cửu Việt Linh Hoàng. Nhưng điều này tuy khiến hắn hoàn toàn không còn vấn đề thích hợp, nhưng kỳ thật cũng không có lợi cho hắn tìm hiểu. Cũng giống như hai đồ đệ của cùng một sư phụ, một người vẫn luôn được sư phụ tay cầm tay chỉ điểm, một người lại chỉ được người bên cạnh chỉ điểm. Luận về tốc độ học tập, tự nhiên là cái trước nhanh hơn một chút. Nhưng đồ đệ này ngoại trừ được chỉ điểm, còn có thể tốn rất nhiều thời gian quan sát sư phụ tự mình làm việc, cũng ghi chép lại từng chi tiết, sau đó không ngừng phân tích. Thời gian dài như vậy, chẳng những có thể học được cách làm, mà còn có thể hiểu được tại sao phải làm như thế, thậm chí còn đi trên con đường của chính mình. Lại qua 10 canh giờ, Ngao Luật cách Lạc Hồng khá xa đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức toàn thân ứa ra mồ hôi, không mấy hơi thở tựa như từ trong sông vớt ra. Làm cao giai phi linh tướng, Ngao Luật kỳ thật đã mơ hồ tiếp xúc đến pháp tắc sát khí, bất quá cuối cùng hắn không phải phi linh soái, không chân chính lĩnh ngộ một tia. Cho nên, hắn không thể khiến cho hắn chìm vào trong ý cảnh pháp tắc do cửu Việt Linh Hoàng tạo ra. Mà với tu vi của hắn, một khi bị ném lên bờ, tâm thần tiêu hao lúc trước bất chi bất giác ùa lên, đủ để cho hắn mất đi cơ hội đồng bộ lần nữa. Cảm ứng được thể nội dần dần sao động pháp lực, Ngao Luật biết mình không lâu nữa sẽ bị cấm chế đưa vào thánh vực, dứt khoát cũng không cố gắng lần cuối, quét mắt nhìn bốn phía. Đầu tiên, hắn nhìn về phía vị trí của Nam Lũng tộc và Xích Dung tộc, không có gì bất ngờ. Hai chi phân biệt ở vị trí thứ hai và thứ ba này cũng chưa bị giết sạch toàn bộ, riêng phần mỗi người còn có một người bảo vệ đến nay. Bất quá làm cho Ngao Luật cảm thấy kỳ quái chính là, giờ phút này ánh mắt hai người này đều tập trung ở một bên khác, trên mặt ít nhiều mang theo chút ít kinh sợ. Hướng kia là, nhất thời, Ngao Luật trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện người bọn họ nhìn chằm chằm chính là Giải Nguyên. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra vì sao hai vị sư đệ của Nam Lũng tộc và Xích Dung tộc lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này sát khí bao phủ trên người Giải Nguyên chẳng những đen như mực, mà còn vây thành một viên cầu đen nhánh. Hơn nữa mặt ngoài của viên cầu đen này còn ngưng tụ ra một cái đầu chim cực kỳ hung hãn. Ngoài ra, bên cạnh đầu chim còn có một đoàn ô quang lưu chuyển, dường như đầu chim kia sẽ chui ra từ đó. Sát khí pháp tắc. Cái này sao có thể? Ngao Luật nghẹn họng nhìn chân trối nói. Mặc dù hắn không thấy được dị tượng trên người mình khi lắng nghe giảng đạo, nhưng cũng có thể đoán được nhiều nhất là sát khí quay cuồng, dần dần ngưng thực tròn trịa. Chỉ như vậy, sau khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện pháp lực của mình ngưng thực hơn rất nhiều, điều khiển cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ít thần thông trước đó miễn cưỡng mới có thể thi triển, trước mắt tựa hồ cũng không khó khăn như vậy nữa. Tuy nói pháp lực bản thân không có lập tức tinh tiến, nhưng hắn tin tưởng sau khi trở về bế quan, tu vi nhất định sẽ có một đoạn tăng trưởng tốc độ cao. Nhưng những thứ này so với thánh điểu dị tượng trên người Giải Nguyên lúc này lại giống như mây trôi. Trong lịch sử của tộc Cửu Việt, chỉ có một ít thánh tử từng giảng đạo ở Cửu Việt Linh Hoàng. Sát khí ngưng tụ ra thánh điểu dị tượng, từ đó về sau mấy thánh tử này đều sớm lĩnh ngộ pháp tắc sát khí. Chỉ cần không chết sớm, ngày sau đều đột phá đến tu vi Phi Linh Vương, thậm chí một vị trong đó còn trở thành Cửu Việt Linh Hoàng hôm nay.
Tuy nói dị tượng trên người Giải Nguyên cũng không phải chưa từng có từ xưa đến nay, nhưng hắn lại là người duy nhất không phải là tộc nhân cửu Việt, lại có thể làm được điểm ấy Phi Linh Thánh Tử. Chuyện này làm sao khiến đám người Ngao Luật không cảm thấy khiếp sợ. Một màn trước mắt này lập tức khiến Ngao Luật bỏ đi ý nghĩ thuận thế rơi vào thánh vực, y muốn lưu lại, nhìn xem rốt cuộc Giải Nguyên có thể làm được trình độ gì. Rất nhanh ba canh giờ trôi qua, đoàn ô quang kia đột nhiên nứt ra, một cái đầu lập tức từ đó chui ra. Nhưng cái đầu này cũng không phải đầu chim, mà là một bộ dáng cổ quái xen giữa chim và giao long. Không chỉ có như thế, sau khi cái đầu cổ quái này chui ra, thánh linh, đứng đầu lúc trước phù hợp điển tịch ghi lại, cũng đã xảy ra dị biến, tựa hồ muốn biến thành bộ dáng người sau. Theo thời gian trôi qua, hai viên lực lượng pháp tắc hiển hóa ra đầu không chỉ biến hóa ngoại hình, ngay cả màu sắc cũng dần dần chuyển từ đen sang trắng. Ngay khi ba người Ngao Luật nghi hoặc khó hiểu, bọn họ đột nhiên cảm giác áp lực bốn phía buông lỏng, sau khi sửng sốt một lát, mới kinh ngạc phát hiện thanh âm kinh văn từ trên cao truyền đến ngừng lại. Bình thường mà nói, mỗi lần Phi Linh Thịnh Hội giảng đạo đều ít nhất sẽ kéo dài nửa tháng, hôm nay còn chưa tới một ngày liền ngừng lại, hiển nhiên rất không thích hợp. Như thế nào là sát? Không đợi ba người Ngao Luật kịp phản ứng, thanh âm như sấm rền từ đỉnh Hắc Cốt Phong rơi xuống. Phát giác được trong đó ẩn chứa nộ khí, ba người không tự chủ được co người lại, nín thở. Đạo pháp bao nhiêu? Trong nháy mắt khi âm thanh giảng đạo dừng lại, Lạc Hồng liền mở hai mắt ra. Mặc dù tiếng hỏi thăm của cửu Việt Linh Hoàng không chỉ rõ tên họ, nhưng hắn biết rõ, đây chính là đang hỏi hắn. Dù sao, hắn làm được xác thực có chút quá mức, ở thời điểm người ta giảng đạo, thôi diễn sát khí chi đạo của mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây tương đương với đập phá. Nếu không phải hắn là vãn bối, đổi thành tu sĩ cùng cấp, cửu Việt Linh Hoàng đã sớm đập một núi tới. Nhưng cho dù Lạc Hồng biết rõ như thế, nhưng cảm ngộ này đã lên, cũng không phải hắn tùy tùy tiện tiện có thể nhịn được. Chung quy ta chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp phương diện này. Nhưng mà, nếu cửu Việt Linh Hoàng muốn luận đạo với hắn một phen, Lạc Hồng kia cũng sẽ không chột dạ, lúc này liền không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Dưới đại đạo, Lạc Hồng và hắn chính là tồn tại ngang hàng. Cửu Việt Linh Hoàng nghe vậy không lập tức đáp lại, hiển nhiên cũng là bị tiểu bối dưới núi này lớn mật thoáng kinh sợ. Không trả lời câu hỏi của hắn, còn hỏi ngược lại hắn. Chuyện thú vị như thế, ngược lại làm cho nộ khí trong lòng cửu Việt Linh Hoàng giảm bớt. Đương nhiên, điều này chủ yếu là vì cửu Việt Linh Hoàng hiếm có. Dù sao, chỉ có đến cấp độ đại thừa này mới có thể chân chính hiểu được tộc đàn của bản thân ở linh giới không dễ. Hòa bình yên ổn quả thực giống như bọt nước, nguy cơ diệt tộc là tùy thời có thể giáng lâm. Đại đạo 3000, chỉ có một mà tinh. 3000 tất nhiên là ngón tay hư ảo, cũng không phải trọng điểm ở nửa câu sau. Mặc dù Lạc Hồng có chỗ ẩn giấu, nhưng lấy tu vi của cửu Việt Linh Hoàng, vẫn liếc mắt một cái nhìn thấu hắn nắm giữ lực chi pháp tắc. Cũng may, lấy ngộ tính Lạc Hồng biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy cái này có gì kỳ quái. Mà ngũ sắc chân huyết đã sớm bị Lạc Hồng luyện hóa, cho nên muốn nhìn thấy phá thân phận chân thật của hắn cũng không phải là vấn đề tu vi cao hay không. Ý tứ của cửu Việt Linh Hoàng chính là khuyên bảo Lạc Hồng, đừng, ỷ vào mình ngộ tính cao liền lĩnh ngộ pháp tắc mù quáng, chuyên tâm một đạo mới là chính giải. Đương nhiên Lạc Hồng hiểu rõ tình huống của mình, tất nhiên là nghe hiểu. Nhưng mà, thần sắc hắn không thay đổi, lập tức mở miệng nói, 3000 đại đạo lại phân cao thấp, chí tôn giả là 3, không vũ thời thất, chúng sinh luân hồi. Chí tôn giả, đứng đầu đại đạo, dựa vào nó mà tồn tại, đạo trong đại đạo mới có thể vi tôn. Dám hỏi Linh Hoàng, như thế nào là luân hồi? Sự tình tam đại chí tôn pháp tắc, đối với ba người Ngao Luật, thậm chí là một đám thánh chủ đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng cái này ở trong hai tộc nhân yêu lại không phải bí văn gì. Kiến thức của cửu Việt Linh Hoàng không chỉ ở Phi Linh tộc, tất nhiên là nghe nói qua, lập tức nhướng mày, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này còn nghiêm túc, bất quá thật sự có vài thứ. Luân hồi giả âm dương giã, thiên địa chi vận chuyển giã. Sát khí chi đạo đã ở dưới luân hồi, tự có âm dương chi phân, tự thụ kỳ kiếp, ngộ kiếp mà phá, tiên lộ không dứt. Nói đến đây, Lạc Hồng lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đỉnh núi tiếp tục nói, tị kiếp không phá, đại đạo vô duyên. Ừ, cửu Việt Linh Hoàng giống như bị đâm đau, lúc này không khống chế nổi cảm xúc, tức giận hừ một tiếng, ô quang trên đỉnh núi lập tức đại thịnh.
lần này lập tức khiến 72 vị thánh chủ trên Hắc Cốt Phong xui xẻo, đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm hoặc nhỏ hoặc lớn. Mà nguyên thần của Lạc Hồng cũng giống như bị xé nứt, chỉ cảm thấy đau đớn một trận, khuôn mặt lập tức vặn vẹo. "Hảo, tiểu tử ngươi tuổi trẻ, khí thịnh, cút ra khỏi điện này cho bổn tọa." Chỉ là đại thịnh một cái chớp mắt, Ô Quang liền thu trở về, lập tức Cửu Việt Linh Hoàng liền giận dữ mắng một tiếng, ném Lạc Hồng cùng Ngao Luật vào thánh vực. Như vậy, trong đại điện không còn một thánh tử phi linh nào. Chết chưa, không chết thì thu liễm tâm thần, tiếp tục nghe đạo. Sau khi đuổi Lạc Hồng đi, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức còn sót lại cơn giận chưa nguôi nói. Một đám phi linh thánh chủ tất nhiên là không dám có bất kỳ ý kiến gì, một bên trong lòng mắng cho Lạc Hồng gần chết, một bên toàn lực thu liễm tâm thần, cũng thật sự là làm khó bọn họ. Thấy cảnh này, cũng không biết là chọc giận Cửu Việt Linh Hoàng ở chỗ nào, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, không có một ai có gan giống như tiểu tử kia. Khá lắm, lần này một đám phi linh thánh chủ triệt để bị sửa không được. Lão nhân ngài rốt cuộc là có ý gì? Cửu Việt thánh vực, khu vực trung tâm, trên một khối đá rêu xanh bên bờ lục đầm, đột nhiên thoáng hiện ra một mảnh linh quang. Trong chốc lát, linh quang tán đi, một đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên rêu xanh cự thạch. Nhưng mà, từ trên không trung té xuống, người này chẳng những không chảy xước ra, ngược lại còn làm cho rêu xanh cự thạch biến thành mấy khối. Ngay sau đó, phụ cận lại hiện ra mấy đạo linh quang. Ba đạo nhân ảnh lần lượt từ đó ngã ra. Còn chưa rơi xuống đất, ba người này đã ổn định thân hình, vô thức nhìn quanh bốn phía. Trong đó có một nam tử mặc áo bào màu vàng có hoa văn đỏ, sau khi nhìn thấy trên đầm lầy có từng mảnh hoa sen đen trôi nổi, lập tức mừng rỡ nói, Hắc Hồn Liên. Nơi này là Bích Lân Đàm, chúng ta ở trung tâm thánh vực. Ngao huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Những Hắc Hồn Liên kia rất có ích lợi đối với nguyên thần chúng ta. Một nam tử đầu mọc một đôi sừng ngắn khác thấy Ngao Luật không đi về hướng đầm nước, không khỏi nghi ngờ hỏi thăm. Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy rõ đối phương đang đi về phía người thứ tư, không khỏi hơi biến sắc nói, Ngao huynh, ngươi điên rồi, người này đắc tội linh hoàng quý tộc ngươi, ngươi còn đi quản sống chết của hắn. Đúng a Ngao huynh, ngươi cũng đừng phạm phải hồ đồ. Nam tử mặc áo choàng đỏ cũng theo sát khuyên can. Hừ, theo Ngao mỗ thấy, hai người các ngươi mới thật sự hồ đồ, những Hắc Hồn Liên kia các ngươi đều không được động. Ngao Luật khinh bỉ liếc nhìn hai người, sau đó không chút khách khí nói. Nghe nói như thế, trong lòng hai người tất nhiên là giận dữ, vừa định giận mắng, lại nghe Ngao Luật quay đầu lại nói, cũng không nghĩ xem tại sao chúng ta lại tới đây. Chương 1030, Nhân Họa Đắc Phúc. Nghe Ngao Luật hỏi, hai người nhất thời có chút chột dạ. Bởi vì hơi chút nghĩ lại, bọn họ liền ý thức được, chỉ dựa vào biểu hiện của mình ở trong đại điện. Bị truyền tống đến khu vực trung tâm gần đó cũng không tệ rồi, không có khả năng trực tiếp đi tới trung tâm thánh vực. Biến số tạo thành dị thường này cũng hết sức rõ ràng, chính là Giải Nguyên đã chọc giận Cửu Việt Linh Hoàng trong đại điện. Thần thức quét qua, hai người liền thấy Giải Nguyên kia lộ ra vẻ thống khổ, ra sức ngồi xếp bằng, vừa nhìn là biết nguyên thần bị thương. Lần này hai người xem như hoàn toàn hiểu ra, thì ra Cửu Việt Linh Hoàng đưa bọn họ cùng nhau tới, chính là muốn bọn họ dùng Hắc Hồn Liên trị thương cho đối phương. Mà trong ba người, chỉ có Ngao Luật là lĩnh ngộ điểm này đầu tiên. Thì ra là thế, đa tạ Ngao huynh chỉ điểm, nếu không tại hạ và Trúc huynh sẽ phạm sai lầm lớn. Nam tử sừng ngắn nam lũng lúc này chắp tay bái tạ nói. Linh Hoàng tiền bối lại khoan hồng độ lượng như thế, quả thực làm người bội phục, Trúc mỗ cùng phí huynh đi hái linh dược cho giải sư đệ. Nam tử mặc áo choàng đỏ cũng thi lễ, có chút cảm thán nói. Sau đó, hai người xoay người hướng phía trên Bích Lân Đàm bay đi, còn chưa tới gần Hắc Hồn Liên, liền cùng với rất nhiều dây leo đột nhiên nhô ra khỏi mặt nước đánh nhau. Bất quá, hai người cũng không vì vậy mà cảm thấy kinh hoàng, đây là thủ đoạn tự bảo vệ mình của Hắc Hồn Liên, tuy khó dây dưa, nhưng đối với bọn họ mà nói còn chưa xứng đáng gọi là phiền toái. Cho nên, không đến thời gian một chén trà nhỏ, hai người liền hái về ba đóa Hắc Hồn Liên vạn năm. Về phần dược linh, vạn năm trở xuống, hai người một gốc cũng không động. Dù sao, quy củ của thánh vực chính là như thế, mỗi khu vực đều có hạn thái niên đại, tỉ như tít mãi bên ngoài, chính là 3.000 năm trở xuống không được thải. Mà khu vực trung tâm này lại ít hơn vạn năm không được động. Hai người tuy nói gây ra động tĩnh không nhỏ,
Nhưng giờ phút này Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong đá vụn lại cái gì cũng không biết. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng đen bùng lên, nguyên thần của hắn đã bị thương không nhẹ, giống như bị xé thành nhiều mảnh, đau đớn không thôi. Dường như đã qua mấy năm, Lạc Hồng nhịn đau vận công đột nhiên phát hiện có một đám dược dịch được đưa tới bên miệng của mình. Mà vừa ngửi được mùi thuốc, linh giác của Lạc Hồng liền truyền đến cảm xúc khát vọng, hắn lập tức cũng không còn dư lực suy nghĩ nhiều, há miệng liền nuốt đoàn dược dịch kia xuống. Lập tức, một đoàn ấm áp từ trong bụng của hắn bay lên, vọt tới dưới, liền đi tới trong đan điền của hắn. Giờ phút này nếu có người khác nhìn vào đan điền Lạc Hồng, sẽ thấy Nguyên Anh đang bị một đoàn hắc viêm bao vây. Dưới sự thiêu đốt của hắc viêm, vết rạn dày đặc trên Nguyên Anh Lạc Hồng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mãi tới khi vết rạn này biến mất toàn bộ, hắc viêm cũng không hao hết toàn bộ. Mà khi nó hoàn toàn tắt đi, Nguyên Anh của Lạc Hồng cũng giống như trưởng thành một tuổi. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, lập tức chắp tay hành lễ với ba người Ngao Luật đang vây quanh hắn. Đa tạ ba vị sư huynh trợ giúp ta chữa thương, tình cảm hôm nay, giải mỗ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Giải sư đệ nói quá lời, chúng ta cũng tuân theo mệnh lệnh của Linh Hoàng tiền bối làm việc, giải sư đệ chính thức nên cảm tạ cũng không phải là chúng ta. Ngao Luật lập tức đáp lễ lại. Không sai không sai, giải sư đệ không cần khách khí, tại hạ Phí Vũ, Nam Lũng Thánh Tử. Nam tử sừng ngắn cười ha ha, thân thiện tự giới thiệu. Tại hạ Trúc Quân Viêm, Trúc Dung Thánh Tử. Nam tử mặc áo choàng đỏ cũng lộ ra thần sắc bình dị. Đáng nhắc tới chính là, nếu biểu hiện của hai người bọn họ bây giờ bị người trong tộc nhìn thấy, nhất định sẽ nhấc lên một phen gợn sóng. Phải biết rằng, hai người bọn họ đều là đệ nhất nhân trong thánh tử đương đại, từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ khách khí với tu sĩ cùng thế hệ như thế. Nhưng cũng không trách bọn họ đối đãi với giải nguyên như vậy, dù sao đối phương cũng là một thần nhân có thể luận đạo với Phi Linh Hoàng, dường như còn luận thắng. Ha ha, giải sư đệ, Vi huynh mạo muội hỏi một câu, lúc trước ngươi cùng cửu Việt Linh Hoàng nói đạo lý rốt cuộc là gì? Phí Vũ Phi tới gần, vẻ mặt tò mò hỏi. Nếu thuận tiện, còn xin giải sư đệ nói một chút. Trúc Quân Viêm cũng hết sức muốn biết. Khụ khụ, nếu có chuyện gì khó xử, giải sư đệ cũng không nói. Ngao Luật liếc hai người một cái, mở miệng nhắc nhở. Cũng không, có gì khó xử, lúc ấy đúng là giải mỗ lỗ mãng. Hiện tại ngẫm lại Linh Hoàng tiền bối làm sao không biết những đạo lý kia. Chỉ là tiền bối lòng có ràng buộc, không cách nào buông tay đánh cược một lần mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là có chút cảm thán lắc đầu, lập tức liền cùng ba người Ngao Luật nói tỉ mỉ. Thì ra, trong quá trình lĩnh hội đạo cửu Việt Linh Hoàng tu luyện, Lạc Hồng phát hiện càng đến hậu kỳ, đạo sát khí của đối phương lại càng công chính bình thản, hoàn toàn không có âm lệ cực hạn như sơ kỳ. Tuy uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng Lạc Hồng tuyệt đối không để cho đối phương đi lầm đường, cho nên lập tức quyết định lấy đạo của đối phương làm căn cơ, tự mình thôi diễn sát khí chi đạo. Lại bởi vì trên người hắn có thiên sát nồng đậm và lại thiên sát thuộc dương, cho nên lúc ấy pháp tắc dị tượng quanh người hắn chẳng những hình thái đại biến, hơn nữa cũng dần dần từ đen chuyển trắng. Nếu chỉ là cái trước, cửu Việt Linh Hoàng quả quyết sẽ không dừng lại giảng đạo, dù sao mỗi người đối với pháp tắc lĩnh ngộ có chỗ bất đồng là chuyện rất bình thường. Nhưng sau đó chuyển hóa thuộc tính cũng không phải là dị nghị có thể bỏ qua. Mà sở dĩ Lạc Hồng muốn đàm luận về đạo sát khí, nói đến ba đại chí tôn pháp tắc là bởi vì tất cả pháp tắc còn lại đều dựa vào ba thứ này tồn tại. Không có không gian, pháp tắc không chỗ dung thân, không có thời gian, pháp tắc không cách nào lưu chuyển, không có luân hồi, pháp tắc không thể ổn định. Luân hồi tức là âm dương chi đạo, vạn vật đều phân âm dương, sát khí cũng như thế. Âm sát và dương sát giống như thái cực song ngư, nếu tu đạo này, liền phải kiêm cố, mới có thể đại thành. Nhưng mà phàm là công pháp sát khí đỉnh cấp đều là cô âm độc dương, không có hai cái cùng tu. Nhìn như mâu thuẫn, nhưng đây không phải là tiền bối cao nhân không thông thiên đạo, mà hoàn toàn ngược lại, đây chính là biểu hiện của việc các cao nhân tiền bối minh ngộ thiên đạo. Tu tiên chính là hành động nghịch thiên, tuy nói dưới đại đạo còn có một đường sinh cơ, nhưng một đường sinh cơ này lại là phải phá kiếp mà tranh. Cái gọi là một đường sinh cơ cũng không phải là chỉ cơ hội sống sót, mà là chỉ khả năng đột phá tiến giai. Cho nên, phàm là người lựa chọn tránh kiếp đều sẽ rơi vào cạm bẫy của thiên đạo, con đường phía trước bị cắt đứt. Lấy đạo về sát khí mà nói, cửu Việt Linh Hoàng nhất định phải vượt qua cực âm sát kiếp,
sau khi lấy được kiếp sẽ sinh ra cực dương sát mới là một con đường bằng phẳng. Nếu cửu Việt Linh Hoàng có thể làm đến bước này, sát khí pháp tắc của hắn cũng lập xuống căn cơ vững chắc, thực lực có thể xếp vào hàng đầu trong hàng ngũ đại thừa ở linh giới. Nhưng sự thật là cửu Việt Linh Hoàng chẳng những không chuẩn bị độ kiếp, ngược lại trực tiếp tu luyện dương sát, dùng để điều hòa âm dương. Điều này tuy có thể khiến thần thông trong thời gian ngắn tăng mạnh, nhưng lại chặt đứt con đường phía trước của hắn. Lúc đó linh trí Lạc Hồng đắm chìm trong đạo của bản thân, cũng không phải hoàn toàn thanh minh, cho nên không chút lưu tình đâm thủng điểm này. Nhưng từ sau đó cửu Việt Linh Hoàng thẹn quá hóa giận đến xem, trong lòng của hắn cũng không phải không rõ ràng mình đi không phải chính đạo. Bây giờ, Lạc Hồng tỉnh táo lại, liền lập tức suy nghĩ cẩn thận. Độ kiếp cũng không phải là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy, đây là cử chỉ nghịch thiên, sơ sẩy một cái liền mất mạng. Cửu Việt Linh Hoàng cũng không phải là người cô đơn, trên người hắn còn áp chế trách nhiệm lớn như vậy của phi linh tộc, làm sao có thể nói liều liền liều, muốn đánh liền đánh. Tuy cũng chỉ có hai vị tồn tại cấp bậc đại thừa, nhưng phi linh tộc so sánh với nhân yêu hai tộc vẫn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đạt đến giới hạn trong các chủng tộc cấp bậc linh giới. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì phi linh tộc tu luyện chính là chân linh chi đạo, tồn tại đại thừa đấu pháp, có thể hóa thành ngụy chân linh thân thể cực kỳ tiếp cận chân linh, chiến lực thập phần mạnh mẽ. Nhưng lợi hại thì lợi hại, tu luyện chân linh chi đạo sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cho nên đại thừa trong tộc tuyệt đối là dễ dàng không thể quay lại. Không ngờ lão tổ cam nguyện từ bỏ đại đạo vì chúng ta thật sự là... Nghe Lạc Hồng giải thích, Ngao Luật lập tức siết chặt nắm đấm, trong lòng khó nén được cảm xúc. Sắc mặt Phí Vũ cùng Trúc Quân Viêm cũng ngưng trọng thật lâu không nói, hiển nhiên là cảm thấy biểu hiện trước kia của mình có sự hy sinh của Linh Hoàng. Lạc Hồng thấy thế cũng không khuyên bọn họ, tuy hắn không ủng hộ cách làm của cửu Việt Linh Hoàng, nhưng lòng kính nể cũng không ít. Yếu ớt thật sự là nguyên tội, nghĩ đến chỉ có những tồn tại đại thừa trong siêu cấp đại tộc kia mới có thể tùy tiện theo đuổi đại đạo, không cần lo lắng nhiều như vậy. Trầm mặc một lát, Phí Dạ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chắp tay nói với Lạc Hồng, hôm nay nghe rõ những lời này của sư đệ. Vi huynh tâm tình phảng phất rực rỡ hẳn lên, trước kia đủ loại đều như mây khói phiêu tán. Tiền bối đang che mưa che gió cho chúng ta tự nhiên ra sức tiến lên. Nơi đây có rất nhiều linh dược, Phí mỗ đi trước một bước, ba vị cũng đừng hao tổn ở chỗ này, uổng phí cơ duyên. Trong bốn người, ngoại trừ Ngao Luật ra thì Phí Vũ là người cảm ngộ sâu nhất, dù sao trong tộc Nam Lũng cũng có một vị phi linh hoàng. Dứt lời, hắn liền bay về phương xa. Phí huynh nói rất đúng, hiện giờ chỉ còn hơn 5 ngày nữa là tới lúc kết thúc giảng đạo, chúng ta cần một loại linh dược, không thể cùng nhau hành động, chỉ có thể tạm biệt như vậy. Trúc Quân Viêm cũng trịnh trọng chắp tay với Lạc Hồng, lập tức trốn về các phương hướng khác nhau. Hiển nhiên, những lời này của Lạc Hồng tuy không thể trực tiếp có lợi cho tu vi của bọn họ, nhưng đối với tâm cảnh của bọn họ gồ sửa, không phải, giống nhau. Thật giống như khiến bọn họ thoáng cái thành thục hơn rất nhiều, có được tâm cảnh của tu sĩ cao giai. Sau đó, Lạc Hồng và Ngao Luật không nhiều lời, chỉ gật đầu với nhau, liền chạy về các phương hướng khác nhau. Sau khi bốn người chia tay không lâu, Lạc Hồng liền thu thập xong tâm tình, bắt đầu nghiêm túc dùng thần thức quét nhìn thánh vực. Một khi dẫn động thần thức, hắn lập tức phát hiện cường độ nguyên thần của mình đột phá một cấp, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 6 vạn dặm. Cái này đủ để so sánh với luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Sau khi hưng phấn qua đi, Lạc Hồng bắt đầu nhận biết linh dược phía dưới, nhưng hắn ngay cả một nửa cũng không nhận ra, nhất thời lông mày liền nhíu lại. Phải biết rằng, mặc dù hắn không giỏi luyện đan, nhưng bình thường xem sách cổ cũng không ít, xem qua là không quên được, phân biệt linh dược là không có vấn đề. Mà bây giờ xuất hiện tình huống này, hiển nhiên là bởi vì lúc trước Lý Trác Lâm trưởng lão nói không sai, trong cửu Việt thánh vực này quả thật có rất nhiều linh dược thất truyền từ bên ngoài. Một khi đã như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cầu trợ lão gia gia trên người. Tiên tử có thể ngủ say, linh dược nơi đây rất khó phân biệt, kính xin tiên tử chỉ điểm Lạc mỗ một phen. Hừ, cho dù là ngủ thiếp đi, cũng sớm đã bị dọa tỉnh lại, tiểu tử ngươi lấy đâu ra lá gan, dám chọc vào chỗ đau của tu sĩ đại thừa. Thanh âm của ngân tiên tử nhất thời vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng, trong lời nói có ý trách cứ. Ha ha, đây không phải là bầu không khí làm nóng nơi đó sao? Lại nói, đây cũng không phải không có chuyện gì sao? Tiên tử cũng không nên xoắn xuýt quá nhiều. Lạc Hồng tự biết đối lý, lúc này cười ha ha nói.
Ừ. Sau này nhớ kỹ, tận lực bớt việc gây thêm rắc rối, linh dược nơi này đối với ngươi đều vô dụng, trước hướng đông bay hơn vạn dặm. Ngân tiên tử vẫn tức giận nói, nhưng chỉ điểm Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là không nghi ngờ gì, trên người lóe lên linh quang, liền phi độn về hướng đông. Với tu sĩ Lạc Hồng bây giờ, toàn lực phi độn, khoảng cách vạn dặm cũng chỉ trong chốc lát là đến. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước một ngọn núi lớn xanh tươi tốt, cảm ứng được linh áp cường đại phía dưới, không khỏi hỏi, linh khí dao động thật lợi hại. Xin hỏi tiên tử, linh dược này có lai lịch thế nào? Ngươi không phải muốn có thể chứa đựng đại lượng linh lực đồ vật sao? Gốc La Sinh Mộc phía dưới kia bình thường là tài liệu chính dùng để luyện chế Thiên La Phản Thanh Đan. Đây chính là thánh dược tu sĩ hợp thể dùng để khôi phục pháp lực, tuyệt đối đủ cho ngươi dùng. Giọng điệu ngân tiên tử bình tĩnh nói, thật tốt quá. Có linh mộc bực này, kiện linh bảo của Lạc Mỗ có hy vọng rồi. Lạc Hồng lập tức đại hỉ, thân hình chợt lóe liền hướng đỉnh cự sơn bay thẳng xuống. Hao tốn suốt 20 năm, Lạc Hồng chẳng những thành công phá giải tất, cả ngân phù trong thanh la quả, còn cải tiến ra một bộ thanh la phù trận. Trận này vừa mở, liền có thể chuyển hóa linh khí tính chất tương đối ôn hòa, chuyển hóa thành linh lực có tính chất pháp lực giống hắn như đúc. Cho nên, hiện tại trong tưởng tượng của Lạc Hồng, linh bảo có thể cung cấp lượng lớn pháp lực, cũng chỉ kém một loại tài liệu có thể chứa đựng lượng lớn linh khí. Thiên La Mộc có thể cung cấp linh khí cho tu sĩ hợp thể khôi phục pháp lực, tất nhiên là có thể thỏa mãn nhu cầu trước mắt của hắn. Chuyến này, Lạc Hồng thật đúng là không uổng công đến. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng sắp ngăn cản đỉnh núi, một tầng màn sáng đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Tuy nói Cửu Việt Linh Hoàng cho phép một đám phi linh thánh tử tiến vào thánh vực, chính là ngầm cho phép bọn họ ngắt lấy linh dược, bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có khảo nghiệm. Các phi linh thánh tử muốn hái được linh dược, nhất định phải bài trừ cấm chế bảo hộ linh dược. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Hạo muốn ba người kết bạn tới đây, chính là vì có thể hợp lực phá cấm, đạt được linh dược cao giai. Chỉ nghe vài tiếng nổ ầm ầm vang lên, Lạc Hồng tiện tay ném ra ngũ hành thần lôi, ở trên màn sáng bạo liệt ra. Cường độ này, chỉ sợ tu sĩ luyện hư trung kỳ cũng không thể dung chuyển. Nhìn thấy màn sáng không tổn hao chút nào, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày, dù sao hắn ở chỗ này không thể triển lộ thực lực chân chính. Cửu Việt Linh Hoàng khẳng định có thể đem hết thảy bên trong thánh vực đều nhìn thấy. Bất quá đây cũng là một cơ hội, vừa vặn để cho ta khảo nghiệm uy lực Hỗn Nguyên kiếm trận một chút. Trước đó đối phó Khổng Đạo Vinh, ta có thể thu lại uy lực kiếm trận, căn bản không có tác dụng khảo nghiệm. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, ngũ sắc quang rực sau lưng Lạc Hồng liền chấn động mạnh một cái, một đoàn ngũ sắc linh quang từ trên người hắn bạo thiểm ra. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng đã thi triển ngũ quang biến thành một con ngũ sắc khổng tước thật lớn. Lúc này hắn giang rộng hai cánh, mấy trăm đạo kiếm quang ngũ sắc bắn vọt ra. Các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.